Có cái bà này, nhà của bà có ba thằng con trai, có ba đứa con dâu. Bà lợi chùa bà tu, bà nói tao đi lợi chùa này con thấy mấy cô trong chùa hung dữ quá, có nhiều cô hung dữ quá, con bực bội ghê. Bà lợi bà mét như thế. Nhà Đức nói bà cụ ở nhà có con không, có ba đứa con trai thầy, có vợ chưa, có vợ hết rồi, ba đứa con dâu, bà có sống được với đứa con dâu nào không? Cuối cùng bà im gù. Bà cụ có hiểu như Đức hỏi bà ý nghĩa gì chưa? Nó là con trai của bà, mến tay mến chân bà sinh ra. Và con dâu của bà có đem chầu cao đến cưới không? Dạ có, lễ vật cho nó mấy cây vàng. Như vậy mà tại sao bà không sống với nó? Nó chầu nó khó chịu lắm thầy ơi. Và như Đức hỏi ba đứa con dâu bà hợp không? Không hợp thầy. Nó mà lâu lâu mà nó tập trung về nhà là ba đứa nó mỗi đứa mỗi gốc, và làm cho ba thằng con trai con cũng không hòa thuận luôn. Vậy thì bà nói làm chi nữa? Bà nói làm chi? Xong nhà Đức hỏi con dâu bà nhà nó có làm được như mấy cô không? Trời ơi, một chút nó cũng không bằng. Mấy cô mỗi ngày nó nấu ăn cho 600-700 người thì nấu phải mệt. Mà mệt thì có những lúc trong công việc đó, tại sao mình không thông cảm cho người ta? Cái bị làm mệt, bị có sân si không? Trời ơi, mà trong đây cái chuyện bị có chút tí ti đó. Một hai người trong nhà cái này 500-600 người dọn bớ dọn nấu, cái lò nó nóng còn hơn là cái lò mà đốt thầy Thiên nữa. Quý vị coi, nó nóng như vậy đó mà bây giờ con người làm sao không đổi tâm tính được? Thì trong cái lúc làm có lúc có phải sân si. Đừng có nhìn chỗ đó. Hãy thông cảm cái nhỏ để nhìn cái lớn. Tôi nuôi bao nhiêu bà già trong chùa khó khăn chẳng ai mà tôi nuôi được là vì sao? Vì tôi đặt cái vấn đề mấy bà già ngoài đời có niệm Phật được 4 thờ không? Bà già vô chùa có niệm Phật 4 thờ. Rồi mấy bà cụ ngoài đời bà muốn ăn đồ bà đi mua ăn cái này kia, còn vô chùa răm rắp nghe lời những đức. Giờ ăn ra ăn, giờ ngủ đi ngủ. Ngồi bấm số niệm Phật mấy bà già ngoài đời có được gì đâu. Tôi tính ra vậy thì tôi chọn mấy bà già trong chùa. Thấy không? Còn người ta thì người ta nhìn gì nè quý vị? Trời ơi, giảng sanh. Làm gì giảng sanh? Mấy bà già gì mà giảng sanh? Bà giảng sanh đi đâu kệ bà. Còn cái chuyện của chúng ta thương yêu lo lắng cho bà bằng cái tấm lòng của mình thì mình làm đi. Mình ngon mình giảng sanh đi. Trời ơi, Phật Bồ Tát nói rằng là ngay chúng sanh mê hoặc điên đảo mà chứng quả vị Như Lai. Chúng ta đi máy bay tối ngày, đi máy bay là bay đầu này bay đầu nọ đi chơi, mà mình một bà già mình còn chưa nuôi mà cứ nhìn mấy bà cụ Phật hiệu cũng không niệm, lên chánh điện cũng không lên, thua mấy bà già sân si. Nhớ kỹ nghe, giảng sanh là giảng sanh chứ không phải sân si mà không giảng sanh đâu nghe. Bạn niệm Phật bạn đua với sân si. Nếu bạn là người tín nguyện niệm Phật mạnh hơn sân si thì bạn giảng sanh. Bạn tham vẫn còn tham, nếu tín nguyện niệm Phật bạn mạnh hơn thì bạn giảng sanh. Ai mà không ngu si trong cuộc đời này, ai mà không bị gạt, ngu si vẫn là ngu si, nhưng tín nguyện niệm Phật mạnh hơn thì bạn giảng sanh. Bạn phải nhớ kỹ là trong cuộc đời của bạn, ở cái cõi này bạn sẽ không dẹp được tham sân si. Nhưng bạn phải làm sao tín nguyện bạn phải mạnh hơn tham sân si thì bạn thành công. Đúng không? Bây giờ thế giới cực lạc và tam đồ ác đạo, chúng ta bỏ đi ba đường thiện. Thế giới cực lạc và tam đồ ác đạo, tam đồ ác đạo đa phần chúng ta là gầy dựng mạnh với câu ai cho đạo Phật để cầu sanh cực lạc mạnh. Còn ba đường thiện kia chúng ta đưa nó vào cái nhân cách làm người để đẩy lên cái niệm Phật đi. Không nói ba đường thiện. Thấy không?
nói tam đồ ác đạo với niệm Phật cầu sanh cực lạc thôi. Nó dồn ba đường thiện quy về câu Phật hiệu, đẩy mạnh vô một điểm luôn là cùng đụng độ chơi với tam đồ ác đạo. Nó vì một đường xẹt lên là thế giới cực lạc, ba đường xẹt xuống là tam đồ ác đạo, cùng đua với nhau thằng nào chạy trước, thằng cứ đua đi. Nó cứ cố gắng mà đua. Nếu ba cái thằng tam đồ ác đạo mà nó mạnh thì quý vị đi xuống dưới chơi, thì quý vị thôi. Nó... còn thằng Nhẫn Đức niệm A Di Đà Phật mạnh thì về cực lạc. Hiểu không? Quý vị nghe vậy thì thấy quý vị có phần không? Có phần mà. Ai mượn mấy bà mỗi ngày, mấy bà sân si, bố, mấy bà không niệm Phật câu nào hết chưa, thì mấy bà chắc chắn là bị đi xuống dưới địa ngục là chắc chắn luôn. Phải chứ mấy bà mà đi quên thầy nhắc A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, thì mấy bà thành công rồi, không sợ niệm cỡ chỉ sợ giác chồng. Mấy bà tự nhiên mấy bà đụng cái gì mà cũng tham, gặp chồng người ta đẹp mấy bà cũng xong, tự nhiên mấy bà nghĩ lại, tạo là thầy giảng tham thì có tham nhưng phải niệm Phật. Thấy chưa, quay câu Phật hiệu lại liền, và quay lại bà niệm Phật liền, thì tức khắc câu Phật hiệu mạnh hơn rồi. Vì cái đó là cái niệm khởi, còn câu Phật hiệu là điểm kết thành công liền, đúng không? Mấy bà ngu si không biết chánh tà, mấy bà đừng có suy nghĩ nhiều nữa. Bây giờ mấy bà không biết cái đó đúng hay sai, đã không biết đúng hay sai thì khỏi cần suy nghĩ. Ô, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, thì không biết nó là đúng hay sai thì A Di Đà Phật, thì mình suy nghĩ gì cho nó nhiều. Cái chuyện người ta làm mình không biết nó đúng hay sai chứ, mình đi suy nghĩ gì nhiều, mình niệm A Di Đà Phật đi là điểm kết thành công. Thấy chưa, thấy không? Nghĩa là tham sân si là cái nền để mà chúng ta đẩy vô cái điểm kết là câu A Di Đà Phật. Mà đa phần nghe ở cõi này chúng ta là cái nền đó, tham sân si là mạnh đó. Cái nhân địa của tham sân si là chúng ta ở cõi này mạnh đó. Buông ra cái là tham, buông cái là sân, buông cái là si đó. Chứ không phải giỡn đâu, nên căng mỗi ngày phải nghe những đức nhắc hai bài giảng đó đó. Nhắc hoài để cho thúc đẩy vì niệm Phật tính nguyện. Hiểu không? Còn những cái bài giảng này bị nghe tuy là nó rất là vui, nó rất là hấp dẫn nè, nhưng mà nó là gọi là muôn biến vạn hóa, nằm bên trong quý vị nắm được chỗ nào thì quý vị đi. Đa dạng căn tính đều nghe được thì quý vị nắm chỗ nào được thì quý vị nắm. Còn cái câu ai Phật niệm đến cùng mà quyết chí đó, là nó đi cô động. Nó cô động niệm Phật đi nó gầy dựng hoài. Nên tại sao những đứa có hai bài đó? Nếu không có hai bài đó mà mấy bài này không thì những đứa cũng y rang vị thầy ngày xưa những đứa biết. Y rang luôn. Dù Phật tử có lợi nghe ào nhưng cuối cùng có phương pháp tu đâu. Nhưng mà những đức đẩy hai bài giảng kia thì nó mới có phương pháp tu. Tính nó mức gì cho quý vị, nhớ không? Khùng quá trời mà tính quá trời. Hiểu không? Nó quý vị thấy mấy cái chương trình tổ chức với Di Đà đưa lên quý vị coi, quý vị thấy cũng được, vô giỡn đâu. Câu Phật hiệu thôi mà quý vị thấy tuyệt vời chưa? Quý vị chờ coi cái ngày lễ viết Di Đà. Dữ dằn lắm đó nghe, lại biết Di Đà cái này là đặc biệt lắm á. Trời ơi, nguyên một cái sân chùa rộng thênh thang này mà tràn lan đại hải, mà nơi nào cũng là đèn lấp lánh như những ngôi sao. Mà quý vị ở trong hoàn cảnh đó, quý vị nghĩ quý vị hạnh phúc cỡ nào chưa? Chỉ cần suy nghĩ thôi là cái cảm giác là chiếc này không đi không được rồi đó. Không đi là không được. Chiếc này là nó hy hữu lắm không bây giờ nghe. Mà nó đặc biệt là quý vị biết, nó đặc biệt là quý vị sẽ cầm cái đèn bông sen này về nhà. Mà cái đèn bông sen này nó không có đơn giản. Đây. Cái đèn bông sen này không đơn giản là vì sao quý vị biết không? Vì ba ngày.
ba ngày cái âm đức của đèn bông sen này nó không có đơn giản. Không. Nhưng bây giờ máy nghe pháp này, máy niệm Phật này, vị đã từng ở đây thì Đức Tặng đem về rồi. Nhưng chưa có một cái đèn bông sen nào như Đức Tặng vị đem về chứ, đúng không? Mà chuyến này mà ba ngày lễ viếng Đức Phật A Di Đà xong mà cầm cái đèn bông sen này về, bởi vì cái đèn bông sen này tượng trưng là rước tất cả hương linh của nhà bị về Cực Lạc hết. Giỡn đâu nghe vậy, quá lấp lánh đúng không? Nó nên Phật tử khắp nơi nơi về, bây giờ những đức đã chuẩn bị 20.000 cái đèn bông sen rồi, xong rồi đó, pin đồ là để vô sẵn luôn rồi đó, chuẩn bị rồi đó, gài đạn sẵn rồi nữa, thấy chưa, chuẩn bị hết trơn rồi. Nói quý vị thấy không, 20.000 cái đèn bông sen à, gì thiếu hả? Thiếu thì yên tâm, người ta còn khuyến mãi thêm vài ngàn để sẵn nữa. Đúng không? Không, bởi vì thấy một cái đèn gì mà mấy chục ngàn cái đèn thì vì nghĩ nó lung linh cỡ nào. Mà cái pháp hội cái này thù thắng lắm á nghe, mà là ngay chỗ này nào biết không? Là cái thờ của Dưới Di Đà là mình phải tu. Đúng không? Tu niệm Phật lễ Phật đồ ngon lành luôn, thành tâm thành ý để gì? Cầu siêu cho những người chết vui siêu. Nó mấy cái cô mà phá thai đồ nghe, chiến này không đến là không biết chừng nào mới siêu độ cho mấy đứa nhỏ được. Đó. Nó nên mấy cô ở đây ai mà mang nghiệp phá thai này, cái chiến này nè, 17, 18, 19 tháng 11 âm lịch sắp tới rồi, bữa nay mùng 5 rồi, còn có 11 ngày nữa tới rồi, 11 ngày nữa, quá mau quý vị ơi. Nhớ cỡ nào cỡ nghe, tối 16 có gì phải có mặt, tối 16 phải có mặt để sáng 17 mình vô chương trình. Đúng không? Nó tròn vẹn 3 ngày. Nhớ nó đi tròn vẹn 3 ngày thì cảm ứng nó phải thù thắng hơn. Tại quy trình của người ta là 3 ngày. Nếu quý vị đi 2 ngày rưỡi thì nó bị lép một bên. Chưa tròn quý vị. Tại quy tắc ta là 3 ngày. Nó giống như cái chân đứng mà 3 chân chịu thì nó mới đẩy người chúng sanh ở cõi Ta Bà về Cực Lạc. Mình lỡ 2 ngày rưỡi rồi nó nghiêng nó ngã bên sao? Nên 3 ngày này là 3 ngày đặc sắc. Mà mình đi đến trước buổi tối là mình có mặt. Không? Nghĩa là 3 ngày tổ chức pháp hội này nghe, mình nằm chỗ nào mình cũng vui. Nằm chỗ nào cũng vui. Nằm chỗ nào cũng vui. Nó thí dụ như cái lượng người mà đến mà ngày 16 đi, thí dụ đi. Mình thí dụ như mình tính đi. Thí nghiệm thí dụ như mà phát đèn bông sen ra hết. Rồi cho mấy bà cầm luôn. Rồi tới giờ cái mình sắp niệm thôi, mấy bà chỉ cần cầm cái đèn bà để trước mặt bà thôi. Thì nó khỏe hơn quý vị. Đúng quý vị. Những đức tính bây giờ mà mỗi thờ mà dọn ra đem vô thì nó rất là khó khăn. Thấy không? Bây giờ chúng ta nên đồng lòng làm cho nó đúng chân thật đi quý vị. Chứ đừng có lợ mà có một buổi sáng xong đem gì hết trơn rồi không lợ luôn, trời là tợ. Chứ cái này là thôi tội nghiệp thầy lắm con ơi. Bể xô chết mồ luôn. Không, mình phải nói thật lòng nha quý vị. Tại vì nhà nước đã tính rằng 6 buổi mà dọn ra dọn vô cực dữ lắm. Bây giờ mỗi người cứ cầm cái đèn bông sen tới giờ ngủ gì để trước mặt mình uống. Thấy chưa? Quá đặc biệt rồi. Thấy không? Tại mình đưa luôn rồi đó. Là xong rồi khi mà chở qua hộ pháp thì cũng cầm theo.
là qua bên đây luôn thì vậy thì ai nãy nay bảo quản ấy luôn rồi, nắm chắc trong tay rồi quý vị, đúng không? Nhưng nếu ai là bữa cuối cùng đi thì không có gán chịu nghe, chứ gì thấy đẹp quý vị. À hay nghe, nói thiệt tôi chỉ cần làm chọn trách nhiệm đưa thôi. Là như vậy thì quyết định sáng 17 sẽ đưa luôn đèn bông sen, đúng không? Mình lỡ mà mình cho bữa cuối cùng ở đây, những người đi 3 ngày không có mới khổ. Tại vì người ta canh ngày thứ 3 quý vị, đúng không? Còn bây giờ Nhân Đức làm ngày đầu luôn thì Nhân Đức đã tròn trách nhiệm là xong. Nó khỏe về mảng đó quý vị, đúng không? Chứ nếu không mà mấy chục ngàn cái đèn này mà làm xong gom vô, làm xong gom vô, làm xong gom vô, chắc mấy thầy 3 ngày sống cái mặt như con khỉ khô luôn. Khó lắm. Nhất là sáng 4 giờ thức dậy thì chúng ta là mất thời gian nhiều dữ lắm, đúng không? Nó nên những đức nói quý vị, bây giờ mình thường ở chùa mình tổ chức những ngày lễ vía ở mấy ngày chùa không à. Những đứa thấy có những cái miếng mà nhỏ nhỏ quý vị bị giải ngủ được. Vô chùa mình thì nó quá rộng, như Đại Tùng Lâm nó quá rộng. Kiếm chỗ nào giải một cái là đúng là khách sạn ngàn sao. Ngủ ngon lành. Mình gọi càng mình nhào vô cái nhà to làm chi mà sáng ta kêu mình sớm. Tại cái thời gian người ta sắp xếp mất ra thời gian mấy tiếng. Mình một tiếng mấy hai tiếng nữa mình ngủ thêm một chút, mình thức dậy là ngon lành tỉnh veo luôn. Có nhiều tiền đâu quý vị. Cái miếng cái tí tí mình mua miếng đó mình cầm theo. Với cái gói hơ mỏng lét. Mình cầm theo cái là mình cầm cái trang bị của mình để dành đi lễ đó. Cầm theo xong mình gói gọn là mình để cái vỏ nhỏ xong. Rất là gọn luôn. Mình kiếm chỗ nào mát mẻ nghe. Cái lùm cây nào mát mẻ. Mình chảy ra 7-8 chị em nằm ngủ, trời ơi ngon lành gì đâu. Quá đặc biệt rồi. Ông nói thiệt đó, tại vì Nhân Đức thấy cái nhà ton á, mà dồn vô đó ở hết trơn, sáng mai chừng 2 giờ là bắt thức. Mình phải thức để người ta dọn cái nhà ton, người ta trải nghiệm ngủ ra. Còn chùa thì rộng thênh thang, chỗ nào mình chảy mình nằm ngủ không được trời. Đúng không? À. Mình chơi thêm cái quạt cái tí tí nè, tét cái quạt á, quạt mình ngủ ngon lành luôn rồi. Mình đi lễ mà mấy ngày như vậy nó mới là kỷ niệm, quá kỷ niệm, đúng không? Còn hai vợ chồng với một hai đứa con đi theo thì mình chảy hai vợ chồng mình với đứa con mình nằm ngủ, mình cho con nằm chính giữa, hai chồng nằm hai bên. Mình nói với chồng mình nói chùa nha, đêm hôm mà ghét cái chùa đó ghê. Lỡ ngủ quên ghét thì sao? Nên mình cho đứa con ngồi nằm trước giữa, thấy không? Hoặc mình nằm xa ra nói không anh được không, chùa gì ghê, hiểu không? Các vị coi chậu như vậy là cái gia đình đi lễ nó hạnh phúc gì đâu, nó bị phân tách ra. Nằm ngủ không có gì đâu, phạm gì. Gia đình người ta đi tu vô chùa thì giờ chỗ chặt chội thì bây giờ người ta chảy chỗ nào người ta nằm người ta ngủ. Thì vợ chồng con người ta ngủ, người ta làm gì đâu mà mang tội. Đúng không quý vị? Rõ ràng rồi. Đó. Nhờ đức tính như vậy cho quý vị, bị ngủ thì một chút bị sẽ khỏe. Thức dậy tỉnh veo. Cặp mắt long lanh. Còn nếu không thức sớm quá xuống nghe Nhờ Đức giảng. Mấy bữa đầu mấy bà nào bà nấy mấy vỗ tay sùm long lanh cặp mắt. Vậy mà qua có ngày buổi sáng buổi sau mấy bà ngồi làm nè. Còn mấy bà cười thì bà cười gì nè. Còn vỗ tay bà vỗ gì nè. Vậy coi, bà hết sức lực cái chứ rồi sao mà bà vỗ tay nổi. Đúng không? Bây giờ mình tính như vậy để cho những người mà nghe những đứa chỉ gì quý vị sẽ rất là khỏe luôn. Cả dưới quan âm luôn cũng vậy nữa. Rất là khỏe. Ừ.
thấy không? Khỏe quý vị ơi. Nó thấy không? Đó là tính chân à. Mấy ngày nay cái nan giải cái chuyện cái đàn bông sen này, nghĩ cái ngày cuối cùng tặng rồi á, người ta đem ra đem vô cái này mấy chú mình chắc chết, thấy không? Mình nghĩ ai đi đến chùa mình cũng là thật sự muốn tu, chứ không phải vì cái đèn bông sen gì đâu. Nhưng mà chúng ta phải nói cho rõ ràng vậy đó, thì cái chuyện của mình làm mà đã làm hết lương tâm mình rồi. Chứ bây giờ mà bài bố ra mà một ngày mà sáng đem ra rồi chút đem vô, chiều đem ra, tối đem vô, những đức nghĩ là cái ban tổ chức đuối dữ lắm quý vị ơi, đúng không? Bây giờ đưa lên quy trình 3 ngày pháp hội thì bây giờ ai một ngày mà người ta cầm về thì thôi, chuyện nó tùy người ta thôi. Sao giờ quý vị? Ơi hò. Thấy không? Nên cuộc đời quý vị nhớ kỹ là phải cố gắng niệm Phật. Ở nhà hai thờ tu phải siêng năng. Thấy không? Nên là đãi ngộ của Phật pháp dành cho người chân thật. Có những người tu á, quý vị được đãi ngộ Phật pháp thù thắng. Nhưng mà tại sao có những người tu quý vị không được đãi ngộ của Phật pháp thù thắng? Là quý vị thiếu chân thật. Đúng không? Bây giờ ta đưa lên 3 ngày đại pháp hội để mà mình cầu siêu cho người thân của mình, mà mình chơi có một buổi mình đi về mất tiêu. Sao cầu siêu? Cái pháp hội là 3 ngày nó viên mãn. Mình phải chơi viên mãn 3 ngày thì đãi ngộ cho quý vị chân thật. Đúng không? Ví dụ như quy tắc là 3.000 lại Bồ Tát Quán Thế Âm bị tặng cái máy nghe pháp, thì người nào đã lại được 3.000 lại, lỡ mỗi ngồi chỗ đó cũng là lại 3.000 lại đó. Tại vì người ta ở 3 ngày, người ta mỏi quá, người ta lại không nổi, người ta ngồi, nhưng mà cũng lại 3.000 lại. Đúng không? Đó là chân thật. Nên cái chân thật trong Phật pháp sẽ đãi ngộ cho quý vị rất là tốt. Chính bản thân những đức học Phật này nhiệt tình hết mình nè, quý vị thấy không? Những đức có sự đãi ngộ của Phật A Di Đà dành cho những đức quá thù thắng. Nhớ phải chân thật nghe. Khi bạn gặp Phật pháp, bạn có cơ hội thoát khổ rồi đó. Nhớ, bạn gặp Phật pháp là bạn có cơ hội thoát khổ rồi đó. Nếu như bạn học Phật mà bạn còn khổ là do gì? Bạn không có một cái pháp tu kỹ, nhớ kỹ nghe. Nếu thật sự bạn có một cái pháp tu, bạn đã giải quyết vấn đề khổ đau. Tại vì bạn không để cái khổ trong tâm để nhớ, mà bạn nhớ A Di Đà Phật. Nghe không? Đi đâu cũng đeo máy niệm Phật hết trơn, thì đi đâu cũng nghe câu Phật hiệu. Mình nói với mình vậy nè: ơi trời ơi, thì cuộc đời chỉ mấy chục năm ngắn ngủi thôi, rồi cuối cùng cái gì nó cũng qua hết thôi. Thì bây giờ cứ nặng nề bao nhiêu năm nay, hay cha mẹ ông bà mình cũng nặng nề cả đời, thì bây giờ cũng chết mồ hết trơn rồi, xanh cỏ hết rồi. Rồi lâu lâu mà đi lấy cốt thấy có mấy cái cù lẳng toàn ten, mình nhìn đó mình cũng giác ngộ, mình nói: à, vậy là mấy chục năm cuộc đời, từng đời đi qua, mấy chục năm, chục năm, mấy chục năm, mấy chục năm. Thì con người bây giờ hai mấy, ba mấy, bốn mấy thì cũng là lấy quay là tới bây giờ. Nhưng bây giờ nhân đức 42 tuổi không biết ngày nào, thì bây giờ cũng là qua một đời. Thì chúng ta nói giờ khổ đau buồn phiền nghèo nàn gì, hay là sự cố gì, hay vợ chồng không hạnh phúc gì, cũng sẽ qua một đời. Vậy thì cuộc đời người sẽ qua một đời, nhưng cái quan trọng của chúng ta là cuối đời mình được Phật rước. Nghĩ vậy đó quý vị, là nó thoát khổ của nội tâm. Còn nếu không mình nói: trời sao cuộc đời của tôi sao mà cuộc đời của tôi sao mà nó bất hạnh gì đâu. Có nhiều bà bất hạnh lắm. Mỗi lần mà con nhớ lấy cuộc đời của con là con thấy nó bất hạnh gì đâu hết trời ơi. Cùng thờ với con, người ta hạnh phúc, được chồng thương yêu, nhà cửa thì rộng lớn, còn con thì nó khổ gì đâu thầy ơi. Thầy ơi, thầy có thể dạy con cho con hết khổ ấy không thầy ơi? Mà mấy cái bà khổ cái mặt kỳ cục luôn quý vị ơi.
không có được như mấy cô Phật tử ở chùa mình đâu. Mấy cô Phật tử ở chùa mình là nó giải khổ dữ lắm rồi nè, giải khổ dữ lắm rồi. Mặt từ rối à, mặt ai cũng đẹp dễ thương à, xấu thì có đẹp theo xấu à, ngộ xấu nó cũng có đẹp đó đó. Xấu nhưng mà nó sát, nó đẹp theo xấu. Còn đẹp thì nó đẹp theo đẹp. Lạ mấy cái câu lạ ghê. Xấu thì nó đẹp theo xấu. Câu này hay ghê nghe. Còn đẹp thì đẹp theo đẹp. Nó nên từ nơi đó than thở ghê lắm. Tào tôi trong chùa ngày nào tôi cũng gặp. Nhất là mấy bà đi xin gạo. Bà than ác đạn luôn. Tại mấy bà không có tu. Vô chùa xin gạo. Lỡ xin chứ bằng được. Phải làm sao diễn cho đúng. Thầy ơi, thầy cô đỡ con nó khổ đau dữ lắm thầy ơi. Một ngày đi lụm bọc kiếm không có được bao nhiêu tiền hết trơn à thầy ơi thầy. Bây giờ gạo trong lâu không còn một hộp. Thằng con trai bữa nay thì bệnh nằm đó. Đứa con dâu thì bỏ đi rồi. Thằng cháu nội thì còn bồng trên tay nè. Nếu mà thầy không cho gạo thì dìa chết cả nhà hết chứ. Thầy ơi. Kinh khủng không? Làm sao chịu nổi. Nói những đứa hỏi bà giác được mấy ký. Cô gắng giữ lâm già chỉ giác được 50 ký thôi. Nói bà quá đáng quá đó nghe. Tôi nói thiệt đó là bộ bà muốn chết thì sao á. Đã là già mà cố gắng chỉ lắm giác được 50 ký. Bà là cao lắm mà giác 20 ký về nhà là dữ lắm rồi. Giác 50 ký đang bà bỏ mạng khỏi ăn chết luôn. Thôi cho bà 20 ký đó. Bà tham quá bà chết bây giờ. Nói thôi thầy ơi, cho tìm 5 ký nữa đi. Nó bà giác 20 ký rồi 5 ký ai giác? Đưa chào nội kéo về. Trời ơi, tôi ghê thiệt chứ. Đưa cháu nội kéo về. Đưa bồng trên tay, bà kêu nó 5 ký bà kéo về. Chịu thua luôn cái gì, kinh khủng thiệt chứ. Thôi được rồi, cho bà thêm 5 ký nữa đi. Cho đứa cháu nội nó kéo về. Khổ thấy ghê đậu là tàu. Nó vì thấy chưa, than thân trách phận. Từ hôm nay nghe đạo rồi đừng có than thân trách phận nữa mấy chị ơi. Than thì cho nó mệt đi, đúng không? Lỡ mượn tiền người ta mà than quá, mượn người ta không trả không cho, mượn người ta không cho người ta lộn. Mình lạo giờ Tết chứ mình có tiền mình mượn tiền Tết. Mình nói một câu đại một câu nè nha. Anh bây giờ Tết hôm nay em kẹt tiền quá, anh cho anh có tiền cho em mượn ăn Tết đi. Cho không cho thôi. Nói rõ ràng đi, cho không cho thôi. Không cho nó rõ đừng có kéo dài thời gian để tôi tính toán. Cái chuyện năm nay tôi ăn Tết ở đâu? Tôi hỏi thẳng thắn vậy đó. Cho không? Thấy mình mạnh mẽ quá, thôi được rồi cho. Mạnh mẽ quý vị cho. Còn mình lỡ mình rồi. Anh hai ơi là anh hai. Tết nhất tới nơi mấy thằng nhỏ không có đồ đạc gì bằng hết trơn. Chồng em mấy ngày nay giác công đòn bị cụp sừng sông. Kể lại tao mày về đi mày ơi. Không có tiền. Khóc cỡ nào cũng không có một cắt. Thấy chưa? Khỏi. Than chi cho nó mệt. Có phước thì có phần à. Họ mượn không cho là thôi, khỏi càng than. Từ hôm nay không có khổ nữa. Tết có tiền ăn Tết ở nhà thì ăn Tết ở nhà. Không có tiền ăn Tết thì vô chùa ăn Tết được không? Vô chùa ăn Tết còn xịn sò hơn. Năm nay nhà tôi mua bánh Tết tôi chắc dạ. Nghe không? Tại vì sao? Vô đây ăn Tết, vừa tu, xuống nhà ăn, nấu đồ ăn, gạo đem ra nấu hết. Thử ra được không?
bánh trái, bao la sữa, đồ nước ngọt để đầy chùa luôn thử. Chùa Tết đi, khỏi tốn tiền mà lại có phước. Vô chùa tu một thờ, một thờ trong chùa mà tu ngày Tết bằng một tháng tu bình thường. Hiểu không? Còn ai mà ở trong chùa mùng một tu một thờ thì bằng một năm tu bình thường. Nhớ kỹ nghe, mùng một đâu có dễ. Mùng một ai cũng đi chơi, mùng một mình đi tu đâu có đơn giản quý vị. Hiểu không? Đó, nên Tết hôm nay vô đây ăn Tết đi. Đâu sợ. Chỉ cần tiền xe đi đến đây thôi. Còn nếu không có tiền xe đi bộ. Sợ cái gì? Không. Đi bộ đến đây mấy ngày ăn Tết xong, thầy ơi, một chút con xin thầy đi về, nhưng đi bộ về. Nói trời ơi, trời ở đâu mà đi bộ? Ở thành phố. Con có xin tiền thầy đâu, con đi bộ gì. Nói chuyện cái đó là quá khôn luôn. Con có xin tiền thầy đâu mà con đi bộ gì. Thầy nuôi bao nhiêu bà già, con đâu có làm phiền thầy làm chi được. Thầy vô đây ăn Tết mấy ngày, thầy mua bánh cho ăn, thầy cho chỗ ngủ, thầy nấu cơm cho ăn là dữ lắm rồi. Mà bây giờ làm phiền thầy cái chuyện tiền xe là không có được. Con đi bộ gì? Con của con chân cẳng yếu đuối. Con nói với con ơi, lết đi con. Nói cái đó, nói thôi chị được rồi chị. Nè, cầm 500 ngàn đi xe về đi. Hiểu chưa? Nói kiểu đó mà ai chịu nổi? Không cần hỏi. Đây là con không phải xin thầy đâu. Mà cái tâm của thầy cho mà không nhận thì phụ lòng thầy tội lắm. Cái này là quá khôn khéo quý vị. Đúng không? Phước báo nó còn dày á, đạn hơn đó. Đó quý vị. Nó nên không, cái cách nói chuyện đó là cái hay đó quý vị. Thấy rất là khéo léo. Thấy rất là khéo. Có cái bà già đó, bà khôn kinh khủng. Bà đi vô chùa bà tu mà bà ở đâu, ở chắc Cà Đao. Mà nói đại mình khó nói tỉnh thành, mất công mệt quá đi. Chắc Cà Đao, nói đại chắc Cà Đao đi. Bà xin những đức, bà đi về. Khi bà đến đây cộng tu nửa tháng, bà xong bà đi về. Bà già lắm, bà tám mấy tuổi. Bà lỡ bà nói những đức rằng, một chút thầy cho người đưa con ra ngoài đó xe. Đây con về quê, con qua ba chuyến đường. Sao bà không đi một đoạn xe, bà đi luôn đi. Không có tiền thầy ơi. Cứ lên đoạn xe này đi rồi năn nỉ người ta. Không lẽ người ta bắt mình sao? Con nghe lời thầy dạy, niệm Phật là niệm vạn đức hồng danh. Thì bây giờ con cứ lên con niệm Phật thôi. Khi người ta đến người ta hỏi tiền, con nói già không có tiền. Không lẽ nó đuổi xuống sao? Rồi tới đoạn khác thì tiếp tục đón xe tới đoạn khác mà gì. Nghe bà nói gì mà nói thôi cho bà chịu nè. Bà nói tới tội nghiệp chứ ghê chậu là sợ. Tám mấy tuổi bà nói chuyện của đó sao chịu nổi. Khôn thiết ghê, thì có những người niệm Phật nói chuyện kinh khủng, quá khôn. Nói rất là hay quý vị. Mà già mà nói chuyện khôn quá. Nghe không? Nói câu rất là hay quý vị. Đánh vô lương tâm của mình. Mà lúc đó mà mình nói thôi vậy tôi đưa bà ra ngoài bà đón đi, thì lương tâm mình sao mà coi được quý vị. Nói thôi bà cứ kêu đại nhờ mấy chú. Điện thoại kêu chiếc xe nó vô nó rước bà. Xe đò à. Rồi nó chở về tới chỗ, mà đi chỉ ba đoạn đường chở là trời. Già đi tới về nhà chắc nó chết luôn quá. Xong bà nói nè, thầy cứ để già đi đi. Bà làm trầu tao. Thầy cứ để già đi đi mà làm gì đó. Thôi mệt quá. Thôi cầm chịu đi xe về đi.
cảm ơn thầy. Ủa? Gặp nhiều trường hợp mà công nhận, mình thấy công nhận hay thiệt, hay vẫn thấy hay, đúng là người niệm Phật vẫn thấy tuyệt vời, tuyệt vời. Mình đưa tiền cho mà trong lòng rất là vui để đưa quý vị à, à rất là vui để đưa. Còn cái người không niệm Phật nghe quý vị, ngộ tay hỏi tiền đưa bằng một cách rất miễn cưỡng quý vị à, nó không có phước, hay chưa? Ý nhà Đức muốn hướng dẫn quý vị là quý vị là người niệm Phật, quý vị sẽ có một cái phước rất là lạ thường, phước rất là lạ 100% luôn. Nên chỉ cần quý vị chân thật niệm Phật thôi thì nó hay dữ lắm. Nhớ, nhớ nghe đó, kể chuyện thôi đó mà tự mỗi người nghe rồi mình áp dụng câu Phật hiệu này. Hai thời công phu tại gia đình rất quan trọng. Kết rồi đó. Hai thời công phu tại gia đình cực kỳ quan trọng. Quý vị đi lại 3000 lại, quý vị đi pháp hội 3 ngày, quý vị đi đến đây tu cỡ nào cũng không bằng tại nhà quý vị mà tu được. Những đứa có đi đâu tu cỡ nào cũng không bằng tại chùa những đứa tu. Vì cái nơi của mình, nhà của mình mà mình tu được thì sau này mình nằm ở nhà mình để mình giảng sanh, đúng không? Nhà mình tu, mình tu như vậy thì nhà mình thấy mình đều tu, mình gieo cái duyên cho người trong nhà mình thấy mình tu, thì cuối cuộc đời người trong nhà hộ niệm cho mình về cực lạc. Còn mình đi chỗ này chỗ kia mình tu mà mình không tu ở nhà thì cuối cùng người nhà mình đâu có tu, thì cuối cùng mình bệnh đau nó đưa mình vô bệnh viện chứ làm sao. Nó cái cô ngày xưa đi lại đây mấy năm mà suốt mấy năm nay cũng không có đến. Trời ơi, bữa đó điện thoại như Đức mà khóc thì ghi: thầy ở thầy giúp giùm con đi, thầy ở thầy giúp. Tại vì bà ngày xưa cái thời mà như Đức khổ nhất mà bà đến mà bà dẫn cúng dường cho những Đức để mà một số việc như Đức làm. Bộ tượng này ngày xưa cổ cúng nè, đúng không? Các vị Đức kêu gấu: cô cứ về đây đi, sợ có làm phiền thầy. Không có làm phiền mà cứ về đây đi, những Đức giúp cho bà chắc 100% luôn. Nó xong nói chuyện xong con mới chụp bôi hình mà bà đang nằm bệnh viện cho những Đức coi. Đức: trời, con người gì đâu mà mới gặp đói rồi mới đây mà thấy gì đâu mà nó kinh vậy chợ, giống như là nó thành một bộ xương khô không phải là họ của ngày xưa vậy. Ghê quá, đúng là cuộc đời vô thường thì quý vị ơi. Mà chắc chắn quý vị sẽ gặp cô đó là quý vị sẽ biết cô đó, nhiều cô cũ đều biết cô đó hết. Ngày xưa cổ đến đây thường xuyên, rồi hoa quả cái cây đều có thường cúng Phật đồ nãy nọ, gần với cô Nhung nhiều, rồi thường nghe những Đức giảng đấy nè. Rồi sau này như là về nhà có mắt cổ mờ cũng không chạy xe được, về nhà cũng giữ cháu đồ nãy kia. Đúng là không đến chùa từ tâm nó yếu đi, tâm yếu đi. Mấy năm nay ít lỡ chùa, tâm yếu. Nó có lần có lỡ lần cuối cùng cô gặp cô Chính, cô nói là đứng nhìn thấy thầy từ xa thôi, tại vì ít lỡ đây quá, giờ gặp thầy ngại quá. Nó tao tao ít lỡ đây kể bà chứ gặp mà ngại gì, gặp chứ ngại gì ngại. Nó thì vị biết rằng là vậy đó, mà bây giờ nằm mà bây giờ những Đức kêu vậy rồi mà con có cho lên hay không mới quan trọng. Đó. Con có cho lên hay không mới quan trọng. Vì người thế gian người ta nói còn nước còn tát, đâu có tính như mình cái chuyện niệm Phật giáng sanh. Nói quý vị thấy không, đâu có dễ đâu quý vị. Đó. Còn cái cô kia những Đức hôm qua nói, tao một vị đại hộ pháp mà về nhà một cái con nó bắt ăn mặn luôn, tại vì con không tu. Ghê chưa? Quý vị thấy những Đức nói quý vị phải chuyên nhất một môn tu, phải bám víu câu Phật hiệu này, phải cầu Phật gia hộ cho quý vị. Phật mà chỉ cần gia hộ cho quý vị, không ai đụng được quý vị hết. Tin đi quý vị, mà chân thật niệm Phật mà tin câu Phật hiệu này rồi, những Đức nói quý vị nghe, khi cặn tư nghiệp của cuộc đời quý vị tự nhiên lạ kỳ, quý vị lên đây tu có 3 ngày chết luôn trong chùa. Nó lạ lắm. Tự bao nhiêu con người ở phương xa người ta lo tu,
tự nhiên gần ra đi người ta khỏe re, người ta đi vô chùa mình, đi vô đây xong rồi là tự nhiên yếu, đưa cho bồng hộ niệm mắc luôn trong chùa, lo đám trong chùa y gan như thường trụ luôn. Thấy rõ ràng chưa? Còn nhà quý vị mà có sự hỗ trợ là không bao giờ bị trở ngại, là hoàn toàn sẽ hỗ trợ quý vị vì Phật đã gia hộ. Còn quý vị mà không lo niệm Phật làm sao cảm với bổ nguyện mà gia hộ. Phật A-di-đà đâu phải là cái chuyện mà quý vị nói ngài dụng tình hành sự, đâu phải là cái chuyện mà quý vị nói vài câu với ngài, ngài chạy xuống ngài cứu. Đâu phải. Mà bổ nguyện Di-đà ngài đưa lên vô lượng kiếp rồi, là bổ nguyện quý vị chỉ cần chân thật nghe lời là niệm Phật thì bổ nguyện đó sẽ tự nhiên gia trì. Cái người mà chân thật niệm câu Phật hiệu, chân thật đem bổ nguyện Di-đà mà đem chia sẻ, quý vị biết thằng hộ pháp sẽ hộ trì cho người ta. Có chuyện giỡn đâu. Ừ, tại vì người này đem tịnh độ giới thiệu, đem câu Phật hiệu giới thiệu mà pháp môn tịnh độ này là mười phương chư Phật tán thán. Mà Đức Thích Ca Mâu Ni cũng phải tán thán ở cõi ta bà này. Đức Thích Ca Mâu Ni ngày tán thán danh hiệu An Di Đà Phật. Bởi vì lại là người đem cái lời của Phật mà đi tán thán cho chúng sanh ở cõi ta bà nghe. Nghĩ thì sao? Phải thế việc của Phật làm không? Thì thế việc của Phật làm thì Phật phải mượn cái miệng của quý vị, mượn cái cảnh giới của quý vị để mà độ sanh. Đúng không? Trong cái bổ nguyện đó có sẵn hết. Quý vị chỉ cần chân thật hành trì thì tự nhiên Phật Bồ Tát sẽ luôn luôn theo cái nguyện đó mà gia hộ cho quý vị. Nên mới nói là thân phàm mà tâm thì của Phật Bồ Tát. Thân thì phàm phu, tâm hoàn toàn đặt vào Phật Bồ Tát. Quý vị làm được mà. Quý vị mỗi một con người đều làm được điều này. Thân thì phàm phu bệnh hoạn có, nhưng mà tâm mình đặt vào Phật Bồ Tát. Chân thật mà làm gì đi, đừng có lo. Những con người mà bị như vậy là do gì? Họ không chịu dụng công tu, họ không gây dựng được tính nguyện nên họ bị dao động. Bổ nguyện không gia trì cho họ, họ tiêu rồi. Tiêu rồi. Bị người thế gian xử lý họ luôn, theo cái quy tắc của nghiệp lực để mà chuyển biến. Ghê chưa? Nếu như quý vị mà là tín nguyện tin 100%, tin đến nỗi mà tan nhà mất mạng cũng tin, gì thì Phật nào bỏ quý vị? Có Phật Bồ Tát nào bỏ quý vị chứ? Đúng không? Đó, những đức mà giảng tịnh độ quý vị mà coi lại có khi nhân mặt như đó. Nó kinh lắm, nó đâu phải là bình thường cái chuyện mà đâu phải gì đâu. Bổ nguyện mà làm gì Bổ nguyện là phải hừng hực chứ. Vì thấy Long Thần hộ pháp, vì thấy người ta mạnh cỡ nào chưa? Có Long Thần hộ pháp tiêu diệt rồi. Không, dữ dằn chứ đâu phải đơn giản. Không, từ nơi đó mà. Còn bây giờ thằng hộ pháp có đẹp cỡ nào cũng oai nghi chứ. Chứ đâu phải mà sao cảm với bổ nguyện Di Đà. Mà tổ nguyện Di Đà không có vô đâu. Không phải mà cái người mà nương bổ nguyện Di Đà là không có cái chuyện mà anh này quý vị. Không có đâu quý vị à. Cái người mà đã cảm với bổ nguyện Di Đà mà nói là nương vào lời của Phật vậy là chúng sanh người ta nghe có những lúc người ta vui, nhưng có những lúc tự nhiên đứng hình là quý vị không giảng. Những lúc tự nhiên quên mất tiêu quý vị đang ngồi ở đâu, đứng hình lại. Quý vị ngồi bây giờ lâu như vậy đúng là nó đau chân kinh khủng luôn. Thử quý vị ngồi bình thường đi, quý vị ngồi bình thường đi rồi nó sẽ đau cho quý vị thấy. Nhưng mà nó ngồi ở đây nó lại đau mà ngồi được. Không phải đơn giản nghe. Đó. Nên mình nói cái cảnh giới của Phật Bồ Tát mình không có tưởng tượng được đâu quý vị à. Nên bản thân chúng ta phải tin bổ nguyện Phật Bồ Tát. Phải tin. Nó từng nào mà cũng gì mà gầy dựng gì, mà khi gầy dựng gì nghe quý vị, nguyên một cái lực lượng con người ở đây này mà khi mà họ ngồi họ nghe đó, nó trở thành quay lực. Bây giờ có mình những đức
Ông mình như Đức bà nói cái này cũng khó lắm á. Thì thấy như Đức giảng coi bằng niệm cùng quý chiến một đời vãng sanh cực lạc quốc là như Đức cũng là dữ nhất. Quơ tay quơ chân là cũng dữ nhưng mà nó không đến nỗi trợn mắt hả họng như ở đây. Hiểu không? Ở đây mà trợn mắt hả họng được là do gì? Cái oai lực của quý vị khi kết hợp lại nó đẩy lên đây nè. Không có đơn giản đâu quý vị. Có cái bà kia bà ngồi bà nghe cho Đức giảng. Mà cho Đức có những lúc bà giảng mà tự nhiên mà nó tính nguyện mạnh á. Cái tự nhiên mình không có kiềm chế được cái tâm của mình á. Quý vị nó mạnh quá. Cái mình làm cái tay gì nè. Bà nói thầy đừng có làm gì con sợ lắm. Bà nói bà này bà thấy ghê chẳng chẳng. Bà này tiếu thấy ghê thiệt. Mà bà ngộ ghê bà gặp mình mới nói dạ thưa thầy. Thầy giảng thì con thích nghe lắm. Con thích ngồi nghe trực diện thầy giảng. Nhưng mà thầy giảng mà thầy làm cái tay gì tự nhiên con sợ ghê luôn á đó, tao mệt đó phải. Nó giải sao kể tao mà sợ cái gì? Kỳ cục tự nhiên sợ. Không mà có nhiều người nó lạ lắm quý vị ơi. Mà họ nhắc nhở mình nó làm mình cũng sửa quý vị. Hồi xưa như Đức ưa gì lắm. Mà bị bà sửa một cái như Đức từ đó sao gì luôn. Nhưng Đức nói như gì thì bà sợ, mà gì bà không sợ. Bà ghê thiệt chứ, tôi thấy bà gan quá trời gan luôn. Nó ngộ tới ghê. Nè. Còn ngày xưa những Đức giảng pháp quý vị, ở dưới quê thì những Đức ưa nói, ở dưới quê miền Tây được ưa kêu cái chữ chịch lắm quý vị. Ginh cái gì á là cái gì nó nói chết ơi, xích qua hàng bên. À, để cái lưu chỗ này đúng rồi. À, nghiêng bên rồi chết ơi, xích qua hàng bên. Nó quen cái miệng quý vị. Có một lần ngày xưa nhà Đức cưa dùng cái câu chịch lắm quý vị. Cái bà đó bà nói con rất thích nghe thầy giảng, nhưng mà thầy dùng cái câu đó con động tâm còn hơn cái gì 100% luôn. Xong nhà Đức nói vậy từ hôm nay tôi nhất định không bao giờ tôi nói câu này nữa. Mà bây giờ 10 năm nhà Đức mới nói lại cái câu này đó quý vị. Ghê không? 10 năm chờ mới nói lại câu này đó. Văn tự quý vị ơi, nó tùy theo địa phương. Mình đừng có áp đặt. Tại vì địa phương đó nó đã quen rồi. Quen rồi. Có những địa phương người ta dùng văn tự quen quý vị. Nên ta dùng văn tự mình để ý, mình nghe từ mình cũng hiểu à. Nó, nên ví dụ như dưới quê miền Tây thì cá vô, trong cái cá rô, cá vô bỏ trong vỗ nhảy vô. Văn tự quen quý vị à, nên từ người miền Tây bị chàng nói chuyện là biết văn miền Tây rồi. Nên từ nơi đó mà nó làm cho người ta nghe cái có cái nó không phù hợp chính tả. Nhưng mà nhà Đức giảng pháp viết rồi chính tả nhà Đức cũng tương đối đó quý vị. Giảng viết chưa chính tả tương đối. Ngày xưa là sai chính tả là nói nó nghe nó nhiều văn tự lạ lắm quý vị, không nghe không có hiểu. Nhưng bây giờ quý vị nghe viết rồi cũng phải hiểu. Nghe viết rồi cũng phải hiểu, thấy không? Nhưng cái quan trọng nhất là gì? Nhờ niệm Phật mới hiểu, thấy không? Không mà những Đức nói thiệt nghe quý vị mà nghe những Đức giảng, những Đức nhìn quý vị càng nghe càng đẹp, nó lạ kỳ. Ừ, cái này là 100% luôn, càng nghe nó lại càng đẹp, chứ không phải là nghe gì sao mà nhìn. Chắc nghỉ giảng luôn. Có nhiều người nói thầy giảng nhiều quá. Nhưng Đức nói không đơn giản đâu cô. Nhưng Đức cũng không muốn điều đó đâu. Nhưng mà nhiều người nó háo hức, nó đẩy lên. Thật sự quý vị luôn á, háo hức nó đẩy lên mình phải nói hoài vậy đó. Chứ nếu như mà nó ngồi dưới mà, hoặc là niệm Phật thì nói niệm Phật thôi, nói hoài. Giảng nổi không? Giảng nổi mới sợ luôn. Chứ cần mà ngồi đây mà chỉ nhìn mình cái thôi. Khi mà giảng mà người ta vỗ tay ầm ầm mà họ ngồi làm nè. Kêu đi xuống đi. Kêu giảng nổi không? Đố vì giảng nổi. Nó phóng lên sao giảng. Còn đây mấy bả mà
Làm kiểu này mà mình ngưng không nổi quý vị. Bây giờ quý vị coi, bây giờ mấy bà kích mình thích dạ. Rõ ràng vỗ tay là kích thích đó nghe quý vị. Vỗ tay là kích thích đó nghe. Mấy bà kích mình thích dạ. Rõ ràng không? Còn mấy ông đây cũng kích nữa nè. Nguyên vàng tay phải rộng thênh thang, nguyên vàng tay trái cho chúng ẻm. Mấy ông tay trái đường hẻm được có chút xíu, mấy bà còn bao dây xung quanh đó. Đúng ghê quý vị. Đúng là người nữ thì tu đông thấy ghê. Đàn ông đã có nhiều đây mà mấy bà còn bao dây khùng khúc nữa. Bao cái bao dây luôn cái đoạn này quý vị ơi. Có nghĩa là ý nói là mấy ông đàn ông không có đường nào thoát. Nghĩa là đã vô đây rồi là thoát không có được. Không có đường nào chạy nữa chứ quý vị. Bởi vì thấy không? Bởi vì tội nghiệp anh em mình quá. Nó lép gì đâu mà nó lép gì đâu mà nó quá lép luôn. Trời ơi, nhìn mấy chị gì đâu mà nó bao la. Quá trời đông luôn quý vị ơi. Đúng là người nữ, đúng là người ta mộ đạo nhiều nha. Tu dữ thiệt. Đông. Nghe không? Mình mong mình cũng khô hơi cạn tiếng cho mấy chị này bả về Cực Lạc hết mức cho rồi. Cho mấy bả về Cực Lạc đi mấy không? Bây giờ mình là Nam Nhi Đại Trượng Phu. Thôi. Chấp mấy bà về trước. Chấp mấy bà về trước. Hộ trì cho mấy bà về Cực Lạc trước luôn. Nam Nhi Đại Trượng Phu mà. Mình là vậy đó. Đàn ông là vậy đó. Đàn ông gan lắm. Nên mấy ông đàn ông khắp nơi nơi nghe vợ mà đi tu. Được em cứ đi đi. Em đi tu đi. Anh hộ trì gia đình. Con để anh giữ. Mỗi ngày đi làm buộc cái sợi dây phía trước, để đứa con phía trước nè, đem đi. Hỏi tờ hôm nay vợ mày đâu mà mày buộc con phía trước mà mày làm như đàn bà vậy nè, tèo. Sao mà mày buộc con phía trước vậy tèo? Tôi hộ trì cho vợ tôi nó đi về Cực Lạc. Không? Bây giờ em đi tu, anh ở nhà anh lo hết chuyện nhà luôn, giặt đồ, phơ đồ, ủi đồ, nấu cơm, chở con đi học, cho con bú, anh làm hết. Tất cả việc tặng tặng tăng anh làm hết, em cứ đi tu đi. Anh đã nghe bài giảng anh hiểu rồi. Anh sẽ hộ trì cho em về Cực Lạc trước. Rồi em về Cực Lạc xong nhớ thả dây xuống kéo anh về. Nên mình là đàn ông nên hộ trì phái nữ mấy vị ơi. Hiểu không? Nhiệt tình hộ trì người ta nghe. Mấy vị nhớ là cái nhân cái quả trong nhà Phật nó rõ ràng lắm. Mình đã phát tâm học Phật rồi thì phải làm thật. Không phải nói là việc gì mình cũng tốt hết, nhưng mà có những cái mình cũng sai. Nhưng mà cái tâm học Phật mình phải chân thật. Mình có thể cả đời mình giả đó, nhưng mà cuối đời mình sẽ gặt hậu quả không tốt. Ví dụ như vì thấy có những người người ta tu học cả đời mà cuối đời người ta, ví dụ như người ta chết, người ta nằm trong bệnh viện đồ này kia, là có nghĩa là người ta đâu có gầy dựng tính nguyện đâu, người ta mới chết trong bệnh viện chắc chắn. Ví dụ như Đại Lão Hòa Thượng Thiện Huệ, ngài thật niệm Phật, dù ngài không có chùa chiền nhưng mà ngộ thôi. Khi ngài gần ra đi, ngài lại vô ngay ngôi chùa tu tịnh độ. Mà quý vị thấy phải quá phù hợp không? Những đức tin chắc 100%. Nếu như mà lúc đó đạo tràng niệm Phật chưa gì, ngài không đến.
chẳng như vậy luôn. Tại vì sao? Cái duyên nó sắp xếp làm sao á, là bản thân mình không biết gì mà mình lại biết cái chuyện hộ niệm và cái chuyện mà làm đám là chuyên niệm Phật. Như Đức lại biết vậy thôi à. À, còn nếu như không phải Như Đức làm là không phải chuyên niệm Phật thì Ngài không đến. Nó nghĩa là Ngài không có chùa cao Phật lớn, nhưng Ngài lại chịu niệm Phật. Và cuộc đời của Ngài rất đơn giản. Chính Như Đức thấy rõ ràng. Ngài là người ta thường kêu sư ông hay lão hòa thượng. Nhưng mà mỗi lần mà nói chuyện với mình, Ngài ưa kêu mình là sư huynh. Sư huynh hay huynh? Huynh huynh. Lại đây ngồi ăn miếng cơm chơi. Vậy đó. Hoặc là huynh huynh nè, chia huynh cái trái cây nè, ăn miếng trái cây chứ. Đơn giản vậy đó quý vị. Mà lại rất quan hỷ, rất dễ tính. Thì mình nhìn từ là cái nhân địa người ta tu thì cái quả địa cuối đời của Ngài là rất rõ ràng, đúng không? Cái câu này là cái câu của một người không biết một chữ nào. Ông niệm Phật giảng sanh, Hòa Thượng Tịnh Không ngày xưa ưa giảng kể. Ông này ông không biết chữ nào chứ, mà ông vô chùa ông ở là ông chắc thật, ông làm công quả chắc thật lắm, làm công quả không biết chữ nghĩa gì hết. Có một lần nọ cái chùa đó người ta tổ chức giới đàn, thì ông là ông xin làm công quả, ông xin làm công quả mà ông xin làm cái khâu là chăm sóc người bệnh, thì ông nhận cái khâu đó. Mà giới đàn tổ chức nghe nói gần cả chục ngày mà ông mới có 3 ngày thôi xin đi. Thì vị hòa thượng chủ trì nói một câu, sao ông không kiên nhẫn chút nào, ông không kiên nhẫn chút nào hết. Giới đàn tới 10 ngày mà ông mới có 3 ngày là ông xin đi vậy. Vì mà ông vô đây ông xin làm công quả gì? Ông nói là không phải ông đi chỗ khác, mà ông đi về Tây Phương Cực Lạc. Thì vị hòa thượng nói, à, tưởng ông đi đâu, ông đi về Cực Lạc, việc này quá đặc biệt, chừng nào ông đi, tôi hỗ trợ hết mình, hộ trì cho ông đi. Nó là 3 ngày nữa ông đi. Đúng ngày đó ông đi. Thì vị hòa thượng chủ trì này cũng đặc biệt ghê, nó tập trung người lại niệm Phật cho ông. Giờ đó niệm Phật cho ông để đưa tiễn đi về Cực Lạc. Rồi chuẩn bị đồ củi lửa, đồ đặng thiêu ông. Chắc thờ đó người ta, cái thờ không phải là có lò thiêu quý vị, mắt là người ta có thể thiêu hoặc nhập tháp, ví dụ đi. Thì hòa thượng không ngày giảng ngày kể gì đó. Thì khi niệm Phật đưa tiễn ông đi thì mọi người nói rằng là ai giảng sanh cũng để là một bài kệ. Riêng đại sư Liên Trì mà ngài sắp sửa giảng sanh, đệ tử nói là thầy để là một lời khó chút cho người đệ tử về sau học theo. Ngài nói rằng chân thành niệm Phật đi. Người nào chân thành niệm Phật là đệ tử của ta. Để lên câu chân thành niệm Phật để cho người đời sau. Còn cái vị này thì mọi người nói là ông nên để lên bài kệ. Thì ông nói là ông biết chữ nào chứ để bài kệ gì. Nhưng thôi các vị nói vậy thì tôi cũng nói một câu để lại. Mà cái câu đó người ta lưu truyền quý vị. Cái quan trọng là cái người này giáng sanh. Nên cái câu đó lưu truyền mà tới bây giờ mình cũng phải truyền. Trong khi mình nói bao nhiêu bài giảng, nhưng mà cuối cuộc đời của mình thì ai mà truyền chả le lử chết queo. Không có một cái gì đặc biệt cả, không có truyền được. Tại vì cái cuối cùng là cái quyết định, kết luận quý vị. Hiểu không? Cái đó là cái quan trọng. Thì cuối cùng ông nói một câu là tu hành là phải làm thật, việc này không giả được. Nói câu rồi, rồi ông đi, ông giảng sanh à. Người ta nói một cái câu ông nói rất là đơn giản, đâu có gì cao siêu, nhưng mà cái câu này lại là cái câu xác thực trong cái sự tu hành. Cứ truyền hoài câu này, từng đời người ta cứ truyền câu này, và tới đời những đứa cũng truyền câu này nữa, thành cái đề học luôn quý vị, thấy không? Chỉ có một câu vậy thôi ông để lại. Cả đời của ông không biết chữ, ông không có gì ảnh hưởng cho Phật pháp, nhưng mà ông để là có một câu gì thôi mà người ta truyền bao nhiêu đời,
chiền câu vậy thôi đó. Mà nghĩ lại cái câu này nó là tinh hoa của Phật Pháp. Chứ bây giờ tu hành là phải giả hay sao được? Tu hành mà giả thì là cuối đời nó giả. Tu hành mà tu thật thì cuối đời nó mới thật. Đúng không? Đó. Nên mình làm công quả cũng phải thật. Mình bố thí cúng dường phải thật lòng. Mình làm. Đã là chữ thật thì không có cần kể nữa. Nó không có cần kể lễ. Giảm tối đa vì cái việc này đi. Không, thật sự chúng ta phải nhắc nhau hoài quý vị ơi. Thí dụ như bây giờ trong đây có những trưởng đoàn đồ này kia đi, dẫn người đi tu đi. Từ khi những đức mà ban sơ mới đến đây để dẫn đoàn đến tu. Sau này nếu mà thí dụ như mà thường dẫn đoàn đi mà thường thắng những đức quá, sau này mà nếu mà trở mặt gì cái thứ quên ơn bội nghĩa. Hồi xưa nghèo khổ hô hốc, dẫn đoàn đến tu có phát triển được gì, bây giờ phát triển rồi chớ hề ơn nghĩa gì, gặp tao không để ý tới. Hồi xưa cái thờ nghèo gặp tao, chị em, con thầy, bây giờ giàu có tiền rồi, gặp tao không ngó ngàng, quên ơn bội nghĩa. Mai mốt hô lại cho biết. Nó chết cái vụ này quý vị ơi. Nhớ quý vị, những gì những đức nhắc quý vị là những gì rất chân thật, và quý vị hãy nhớ kỹ để mà cả đời quý vị tu hành, dù gặp ai, quen ai, biết ai, cũng đừng nên thành ra cái quán thù về sau. Nhớ kỹ nghe, đừng có thành ra quán thù về sau nghe quý vị. Chết á, bây giờ ở đâu. Ừ, nên á, những đức mà khi mà gặp cái gì mà nó có cái sự chấn động tâm một cái, những đức ưa nhắc thường xuyên. Tại cái việc này chúng ta dễ bị dính phải đó. Thấy rồi đó quý vị ơi. Nó hộ trì tam bảo đồ này kia mà trở thành hận thù đó. Thành hận ghê lắm, những đức gặp nhiều người lắm rồi đó. Hồi đó một cái cô này, cô là bên từ thiện gạo. Cô là thứ tư, thường kêu cô Tư. Trời ơi, cái thời vị thầy đó còn nghèo còn khó. Cô lợi hộ trì ghê lắm. Cô lợi hộ trì mà cái phòng cô ở là cô phải trả tiền đó. Cô phải trả tiền cho vị chủ trì. Tại quy tắc là một cái cốc là bao nhiêu tiền cô trả. Nhưng mà khi khó khăn cái gì là cô hộ trì hết. Gạo trong chùa ăn đa phần cô cúng. Cái dàn từ thiện của cô là hình như là nguyên một cái hướng miền Tây ấy, là cô có mấy chục cái vị trí từ thiện. Kinh khủng luôn á. Là một vị trí từ thiện lớn mà cô thành phố Hồ Chí Minh á. Giàu lắm quý vị à. Ừ. Cô với nhà Đức thân dữ lắm. Tại nhà Đức thường đến chơi. Nó nói chuyện cô quý mến nhà Đức lắm. Thì quý vị biết rằng là mình bởi vì cẩn thận cái vụ mà thân với nhau quá và khi xa nhau ghê lắm. Ôi ôi sao này cô hận quý vị ơi. Cô chết rồi. Cô mắc rồi. Cô hận dữ lắm. Con của cô nói là, con của cô lên gặp nhà Đức nói một câu rằng cô hận ghê lắm. Cô nói một câu là sau này cô mắc tuyệt đối không có một thầy chùa nào đến. Kinh khủng không? Cô hận lưu Phật Pháp đó. Tại vì cô nghĩ cái tâm của cô, cái công của cô đối với Tam Bảo nó dữ quá. Đó, cái đó là do không nghe Pháp kỹ lưỡng đàng hoàng. Ghê không? Nhiều lắm. Quý vị biết vì sao quý vị biết những đức biết nhiều không? Vì những đức đi phía sau. Đúng rõ ràng đứng phía trước không nhìn được tổng kết quý vị. Đứng phía sau mới nhìn được tổng kết sự việc của nó. Nhiều lắm. Nên những đức kinh nghiệm lắm. Quý vị biết rằng á, trời ơi mỗi lần lễ lọc tác bạch đồ người này người kia tác bạch thầy trò con lại muốn chết luôn, lại quá trời lại thầy vậy mà sau lưng ghê lắm. Tại vì những đức ngày xưa thẳng nên người ta nghĩ những đức không có thân với ai, nên những đức cái gì người ta cũng nói những đức nghe. Ừ, phải mình mà cũng thầy trò cho nói chân này nghe nó mét chết mồ. Nhưng mà mình do thẳng quý vị. Mình thẳng 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 là nó này nó không có dính ai.
có gì mình phải tỏ bài cho này nghe. Nó giống như nó nặng cái tâm quá, không biết chia sẻ cùng ai, đôi nói mình chờ. Mà cần nhận đức ngộ lắm, cái gì người ta cũng ưa nói nhận đức nghe vị ơi. Mà nhận đức thì thường nói cho cả chúng nghe. À. Chứ không có nói cá nhân mà nói cả đại chúng vậy đó. Không nói tên tuổi ai chứ mà nói cho vị kinh nghiệm trong cuộc đời tu quý vị đó. À, nói cho vị kinh nghiệm trong cuộc đời tu, nhận đức nói tên ai đâu. Nó nói phỏng phỏng vậy đó. Thứ tư thì nhiều thứ tư, ai biết tư nào. Đúng không quý vị? Nó rất là rõ ràng. Ý là để cho quý vị kinh nghiệm trong cuộc đời đi tu của quý vị, cẩn thận. Cái này là nhà Đức gặp nhiều lắm. Với thêm một cái nhà Đức dặn mấy anh em trong chùa tuyệt đối. Sau này nếu nghe lời những Đức là trong cuộc đời tu đặc biệt lắm. Là cái gì? Tuyệt đối không có cái chuyện mà nhờ giả người ta mà mình im gu nghe chợ. Phật tử là Phật tử, đừng có nói họ quý mình mà mình quên mất tiêu cái chuyện. Nhờ mua cái gì phải trả tiền xong thẳng. Đừng bao giờ im gu để cho nó trả. Đây là cái việc mà bị chữ mà tôi nghe. Mà trước mặt là thầy con thầy cho. Mà sau lưng nó chữ te tua, nó nói rằng là nhờ nó mà im gu. Có khi nó làm ăn không ra tiền mà im gu chứ hề nhắc. Những đứa nói gì sao không lỡ nhắc. Ghê không? Nặng tình quý vị. Nặng tình mà không nói ra được. Cái này mà chết nè. Nên những đức mong quý vị đến những đức ấy. Cái gì chúng ta nên thật lòng với nhau đi. Đừng có nặng tình mà không nói. Tu là tu, còn cái gì rõ ràng cái nấy đi. Chứ đừng có bị tác dụng phụ quý vị ơi. Đi chùa mà trở thành tác dụng phụ đi làm gì. Nên những đức mong quý vị những cái điều những đức chia sẻ mãi mãi gì sao. Con người ai nghe cũng có một cái bài học trong cuộc đời. Đây là tôi gặp nhiều rồi đó, mà toàn là những vị hộ trì Tam Bảo dữ dằn không đó. Ở đây tôi nói thiệt, không có mấy người làm dữ dằn như họ đâu. Họ là dữ dằn lắm, tôi là tôi biết xác thực. Vì mà cuối cùng cuộc đời chào chào, quay là quán hận Phật Pháp, trời ơi. Cái này mới là cái chết. Chết chỗ này. Nên đời như Đức quý vị thấy có bao giờ có không? Có bao giờ có cái chuyện mà gầy ra cái việc mà thí dụ trong chùa nó cũng có cái vụ này nữa quý vị. Trong chùa có một người hai người, thí dụ như cái người đó phải bố trí cho người này đi bắt cầu, bắt cầu cúng dường. Chết cái vụ này cháu là cháu, khi nó đổ bể ra nó hận thù kinh khủng lắm quý vị ơi. Mà thường là bắt cầu ban đầu thì nó thăng ghê lắm, nhưng mà sau này khi hết tiền rồi là không có cuộc chơi đó nữa. Tại vì có tiền mới khó ngồi nói chuyện, nhưng hết tiền nghỉ nói chuyện với nhau. Tại vì không có tiền thì đâu có chuyện gì để nói. Có tiền mới có Phật sự, mà có Phật sự thì mới có bạn, mà không có tiền thì không có gì để bạn. Thì ông thầy này ông lo việc khác, ông đâu có lo cái chuyện với nói chuyện với bà này. Bà hận thù, trời ơi bà hận ghê lắm. Rồi nó đi chăm bíp, nó đi nó ghiêu gao đồ này đồ kia. Cái chết ngay chỗ này là hết sức rồi. Cẩn thận. Cẩn thận. Thấy không? Làm Phật sự là lợi ích cho người ta, nhưng tùy duyên đi. Tôi phải làm cho cá nhân mình gì đâu, chờ đi ôm xô tầm bảy. Thôi khỏi đi. Quý vị thấy một năm chúng ta đây làm biết bao nhiêu chương trình mà nói. Điều rất rõ ràng. Tùy duyên mà cũng làm hoài. Bây giờ nhà Đức nói với vị nghe là từ khi có tiền thì thôi. Chứ bây giờ mà lễ viết Quan Âm đồ này kia đó, là mỗi lần lễ viết Quan Âm, những Đức sẽ kiếm một chiếc máy nghe Pháp, một chiếc máy niệm Phật lạ lạ tặng cho vị. Lần nào cũng vậy chứ nghe. Có tiền cứ làm hoài vậy đi, kệ đi. Trời ơi, họ dư ra họ cũng đem đi cho người khác. Thì họ có máy dư cũng đem cho người khác để làm gì. Thì họ cái nào mới thì họ lấy họ đeo họ nghe. Rồi tới lần sau viết Quan Âm có cái mới nữa, họ cho cái này, lấy cái này mới. Chứ sao quý vị? Cũng như mình tặng người ta thôi, để dẫn dắt người ta. Thật sự mà nó đi đến chùa có món quà dễ nói chuyện, giảng pháp cũng dễ dàng nữa. Giống như là mình nó nặng căng quý vị. À, người ta ngoài đời ta nói câu món quà đi trước là món quà khôn. Đi đến chùa mà có pháp thí nói chuyện nó nghe dữ lắm.
100%. Quý vị mà đi đến chùa đi, quý vị mà ông thầy mà ông xin tiền quý vị đi, ông không có giảng pháp. Xin tiền đồ là không có giảng pháp, quyên góp là không có giảng pháp được. Giảng lúc nào mà ông thầy đã giảng pháp hay là ông thầy đó không có dính ai nhưng giảng mới hay. Còn khi ông thầy đã có dính cái này cái kia gọi là tức khắc giảng không hay nữa. Giảng không hay nữa. Vì sao? Vì cái lúc quý vị giảng nó bị chặn đứng là cái câu mà quý vị chuẩn bị buông xuống. Quý vị chuẩn bị buông xuống nó bị chặn đứng lại, tại vì cái đoạn nó bị dính rồi, phạm rồi, không có giảng được đoạn đó. 100% quý vị bị để ý đi. Nên ông thầy nào lúc giảng pháp quý vị nghe được mà giảng hay á, là ông thầy đó đương thờ ổng đang buông xuống nhiều thứ mới giảng pháp được. Đấy, bởi vì quý vị nói tại sao mà có nhiều người quý vị nói ủa Phật pháp này nó đơn giản, mình cứ chia sẻ thôi, thì sao mà mình đi đến chùa ít thấy quý thầy chia sẻ Phật pháp, đúng không? Đâu phải đơn giản như vị nói đâu, phải làm người mới chia sẻ được, còn không làm cái gì chứ lấy gì chia sẻ, đúng không? Không lẽ bây giờ nhà Đức nói vì xây dựng, cứ nói xây dựng hoài ai nghe? Nhà người ta đâu phải xây dựng hoài đâu, giờ nói xây dựng hoài ai nghe dù xây dựng. Còn không lẽ những cái việc mà trong chùa mình có nói gì trong chùa không, mà phải mở rộng ra cái việc khác thì mới giảng pháp được đó. Thấy chưa? Mình càng ngày mình ngồi và suy nghĩ thì ra rõ ràng, bởi vì Phật pháp đúng ra là nhiều người chia sẻ lắm. Tại vì đã học kinh giáo thì chia sẻ Phật pháp mà tại sao ít người chia sẻ Phật pháp? Ngay cái chỗ là ít làm, không có làm thật quá. Với thêm cái này bị biết gì không? Chỉ lo cho cái chùa mình thôi, gom hết đem về lo cho chùa mình thôi, chứ không có làm cái rộng ra, nên không có nói được cái gì, không nói được. Chỗ này đó, đây là cái móc phá nè, mở ra được hay không là điểm này đó. Đó, những điều như để chia sẻ cho quý vị Phật tử nhớ, để mà khi đi đến chùa tu đỡ tối đa về tác dụng phụ đi. Quý vị đến với những đức chắc chắn là không có tác dụng phụ, chắc chắn luôn. Nhắc hoài mà tác dụng phụ cái gì, thấy không? Người trong chùa sống chung những đức là như người trong nhà những đức vậy. Họ những đức câu thúc với nhau như một thể. Còn quý vị đừng có câu thúc với những đức. Quý vị về nhà quý vị hãy lo chuyện gia đình quý vị á. Rồi những gì những đức hướng dẫn quý vị mà lợi ích quý vị cứ tu đi. Rồi hộ niệm gì phương pháp gì có sẵn hết rồi, vì cứ như vậy mà áp dụng đi. Kìa nè, gia đình của cô này có một người em mà bị khù khờ đó, nhà người ta niệm Phật hỗ trợ em người ta mà thành công. Có hỗ trợ em người ta niệm Phật mà còn thành công, đâu phải đem đây hộ niệm đâu. Quý vị nói bây giờ nguyên một cái vàng hộ niệm này dữ dằn, 20 người hộ niệm ở đây cũng không bằng 2 người hộ niệm của nhà quý vị này. Đây là trước ngôi tôi bảo tôi nói 100% với vị nghe đó. Tại 20 người ở đây là nó duyên với một người ở đây, nó không phải duyên với quý vị đâu, mà là 2 người ở nhà quý vị nó duyên với quý vị. Nên cái người ở xa mà lợi hộ niệm là hộ niệm cho có đó, họ không có phát tâm đâu. Còn cái người mà có ăn có chịu với họ, họ không có phát tâm. Những đức nói thật với quý vị, bây giờ quý vị mà hộ niệm cho những đức là hoàn toàn khác hộ niệm cho người khác, chắc chắn luôn á. Bây giờ mà chiều nay những đức gần chết đi, thông báo một phát đi, dù bận cái nào bận chứ cũng tranh thủ chạy lên y lên chết mồ thầy, gần chết rồi hộ niệm cho thầy. Tôi xin công ty xí nghiệp nghỉ chiến này, tao nghĩ đó, mày đuổi tao tao cũng nghĩ nữa. Chồng gì chữ gì tao cũng giọt luôn. Chặng này là chặng cuối cùng của cuộc đời thầy, tao phải trả ơn thôi mày ơi. Đó. Khác hoàn toàn, không nhận quý vị, cái công hạnh nó khác hoàn toàn. Còn cái người ở đâu phương xa lạ quắc là quơ bị đưa lại, tao nói ở đây xa lạ mà, ở đâu mà tự nhiên là ở đây mà mình phát tâm được.
Còn thí dụ như những Phật tử mà người ta quen mặt quý vị, mà lần nào quý vị cũng lên đây người ta quen mặt, người ta hộ niệm quý vị hoàn toàn khác. Có những người chấp pháp nói câu gì nè: trời ơi, tu hành gì đâu mà còn phân tách rồi quen lạ. Tu hành là phải bình đẳng. Đúng rồi, bình đẳng với cái nhân duyên. Bình đẳng với nhân duyên. Giống như giờ ngón út là bình đẳng với ngón út, ngón nào là bình đẳng với ngón nấy. Đúng không? Cương vị từ xã hội tới đoàn thể bình đẳng, nhưng mà chủ ra chủ, tớ ra tớ chứ. Chứ tớ làm sao làm chủ được quý vị? Đúng không? Đó. Bình đẳng là thầy ra thầy, trò ra trò. Bình đẳng là cha mẹ ra cha mẹ, con ra con. Chứ làm sao con làm cha mẹ được? Đúng không? Đó. Con thì nó làm con cho đàng hoàng để sau này nó làm cha mẹ người ta. Con nó sẽ đàng hoàng với nó là bình đẳng. Cái vị trí nào ra vị trí nấy chứ. Nên mình học Phật khi mình chấp pháp mà mình sai đó, chấp nặng quá, được hay là nói văn tự thôi, cứ đưa văn tự ra áp đặt người khác tào lao, làm thì không làm, toàn là nói trên trời dưới đất. Tôi đây cũng nói dưới biển trên trời nè, mà tôi làm ngon làm tôi đi. Nó nên nhiều tên si cầu que, gặp như Đức nói này nước kia thì Đức nói thôi cha ơi xạo quá, nói theo cách thế gian luôn, thôi cha thôi xạo quá cha. Trời ơi, tôi ngoài đời ngày xưa ăn nhậu như ông, tôi cũng có nói cái gì đâu trên trời dưới đất. Giỏi lắm tôi chơi theo cái cuộc chơi của tôi thôi. Ông hãy xem lại ông làm cái gì mà ông nói chuyện với tôi. Ông nghe đại kỹ đi, rồi ông coi ông làm cái chuyện nhà ông cho tốt đi. Thấy không? Ông làm cái chuyện ông lo cho vợ con ông tốt đi. Cái này chỉ có hai ba người thôi à. Còn cái cuộc chơi của tôi nó nặng căng lắm. Tôi có quyền tôi nói tại tôi làm được. Thấy không? Đó. Nhìn Đức nói tôi giờ có giả khùng giả điên gì đi chăng nữa thì người ta cũng không cho tôi khùng điên nữa. Tại vì sao? Khùng điên sao làm bao nhiêu chuyện này trợ? Thấy không? Chỉ có mấy cái thằng ba trợn, mấy cái bà ba trợn khùng điên mấy bà mới không hiểu chuyện này thôi. Khùng điên mới nuôi 2000 ngư. Ngộ ghê. Đúng không quý vị? Đó. Nên quý vị biết Phật pháp nó đặc biệt là nó xác thực á. Nó xác thực khi quý vị chăng thật bị làm đi. Bị nói mạnh tay lắm, mạnh miệng lắm. Làm mạnh tay mà nói mạnh miệng á. Nó. Nên bây giờ cuộc đời nhà Đức nói mình á, sống trong cuộc đời nó vô thường lắm. Thương và ghét nó cặn kề kế bên nè. Mà mình mà duy trì được tình thương 10 năm nay cũng là hạnh phúc dữ lắm rồi. Thật sự quý vị á, quá hạnh phúc rồi đó. Thấy rồi, có nhiều người đến chùa chưa được bao lâu hết trơn. Nếu mà không phải nổi bật thì có khi 5-10 năm đến chùa nhưng mà không có gì thăng hết chứ. Tại vì đâu có nổi bật. Nhưng mà cái thường nổi bật á, là nó không có đến nhau lâu đâu. Nó ào 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 ập 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 đến vậy đó. Mà đến rồi đi, đến rồi đi, như là đi chợ vậy đó. Mình mà đi chùa vậy thì mình đi cả đời mình cũng không có ý nghĩa nữa. Không có ý nghĩa gì hết trơn á. Thấy rồi. Ôi, nhất là cái kiểu mà đi chùa hay là một chương trình gì mà quý vị thấy mấy cái bà mà tóc ten, mà mấy bà mà tóc tai đồ ăn diện đồ ngồi phía trên rồi đó. Tao ơi, nó thay đổi hoài quý vị ơi. Mấy bà đó không có tu. Mấy bà đó mà sau này quý vị coi mấy bà te tu hết trơn à. Nên chùa mình ở trong đây cũng nhiều bà người ta có điều kiện, người ta giàu sang đấy. Nhưng mà ngồi ở đây vì thấy giống hệt của bà nào khác nhau đâu. Phải không? Đó. Từng nào mấy bà cũng ngồi đau chân thấy mồ mấy bà. Vỗ tay rầm rầm. Bây giờ người ta mới thì chăng nữa người ta chạy lên trên ta ngồi được cũng ta ngồi chứ có ai mà dám nói người ta cái gì. Thì cũng ngồi coi hết trơn chứ có khác cái gì đâu. Nhìn xuống đi có ai mà tóc tai bùm xùm gì. Son vắng gì đâu. Phân xóm gì. Đúng không? Không như vậy đó mà sau này có kết quả đó. Sau này có kết quả đó cho biết á. Nên bữa nay có được 80 bộ tượng Phật nè. Những Đức khuyên quý vị
mình biết Phật pháp á, nên có một phương pháp tu tại gia mà áp dụng tu gọn khỏe mà chiên. Nó thứ bảy chủ nhật đi đến chùa được, nhưng mà những ngày tháng ở nhà, mà những ngày ở nhà tu được vậy thì nó hay dữ lắm. Quý vị nên trong gia đình thờ ngôi Tam Bảo đi, để đời quý vị qua đi đời con, cái này cũng là cha mẹ để lại, không có dám dọn bàn thờ tầm bậy đâu quý vị ơi. Nên mấy cái đứa mà làm con trai á, nghe không, mà sau này lấy vợ mà gặp vợ đạo khác á nghe, mà nó về mà nó kêu mình dọn bàn thờ Phật á, là mình nói nó vậy nè: nàng ơi nàng, tôi lại nàng, cha mẹ tôi cả đời lại Phật, tôi dù chưa có tu nhiều nhưng mà làm sao dám dọn bàn thờ của cha mẹ để lại. Cha mẹ khi chết để lại di chúc, mày dọn bàn thờ thì vợ chồng mày chết hết. Nên nếu nàng có dọn thì tự nàng dọn đi, lỡ nàng có chết thì tôi cưới con nhỏ khác. Xanh mặt xanh mày hết chứ, sao dám dọn. Không mà nhiều phái mối đạo khác nó kêu thằng chồng phải dọn đó quý vị, thờ cái mối đạo của nó đó. Nó mà riêng đạo Phật hay nghe quý vị, lạ thay đạo Phật quý vị có thể đi đến chùa vì học Phật ở nào cũng được, không có bao giờ mà ông thầy nào ông bắt buộc quý vị là không được đi đến nơi khác học chứ. Ông chỉ đưa lên tư tưởng với quý vị thôi, tỷ quý vị à, chứ không có bắt buộc quý vị. Nhưng có những mối đạo là quý vị đến rồi là bị đi chỗ khác là không có được đó. Không có được đó nghe, ghê thiệt, nghe không. Nó nên á, bây giờ gia đình mình thờ Phật Bồ Tát để làm chi? Để làm cái âm đức cho con cái sau này khi mà tới đời nó tiếp tục gia đình cũng là hướng đến Phật pháp. Hay á. Bây giờ á, cuộc đời những đức á, là chú tâm về cái chuyện làm tượng Phật này nhiều dữ lắm. Bây giờ càng ngày làm càng nhiều rồi nè. Bây giờ những đức càng quan trọng cái chuyện gia đình phải là tu nè. Tại vì đã thấy ra rồi. Thấy ra cái gì? Chùa không có chỗ chứa. Trời ơi, xây hoài cũng có chỗ chứa nữa nè. Bây giờ những đức cứ kèo nèo với hòa thượng mình, mà ngày lớn tuổi mà ngày hòa thượng thì ngày có duyên xây chùa. Những đức nói: trời ơi, cái miếng đất phía sau đi viện Thiện Hòa, hòa thượng xây đại ngôi chùa đi, con với hòa thượng cùng xây, xây ngôi chùa đó đi. Hòa thượng thì có duyên. Bây giờ cái việc mà bệnh viện thì đời hòa thượng khó, lớn tuổi quá. Mà xây ngôi chùa thì hòa thượng xây nhanh, trong vòng năm mấy là xong một ngôi chùa. Mà những đức bây giờ có duyên với công chúng, làm thì cái chuyện cho người già ở, thì khắp nơi nơi người ta ủng hộ thì cứ đưa cho hòa thượng xây, thì cấp kỳ mà thành một ngôi chùa à. Thật sự quý vị nghe, trong lòng những đức muốn gì nè quý vị, xây lên đi, rồi bản thân mình cũng đang đương thờ, mình nuôi người già, mình gầy dựng ngôi chùa trong tầm tay của những đức. Với anh em không nghe lời những đức chỉ lắc, những đức gầy dựng một phát một trong vòng một năm là hình thành ngôi chùa vài trăm người ở rồi. Mau lắm. Rồi là những đức giao cho cái bang đó, những đức kèm trong vòng năm hai năm mà là cái bang đó chuyên à, là cái bang đó nó thành nuôi người già cái ngôi chùa đó được à. Mình cứ gầy dựng vậy đi, sau này đến lúc mà họ mà được thì tự họ mà hoạt động nuôi người già, chứ mình đâu có lấy chùa của họ đâu. Tạo dựng lên cho người sau nhờ, rồi đưa lên tư tưởng, sau họ làm không làm chuyện của họ, nhưng đời mình đã làm rồi đó, gầy dựng hết trơn. Sau này mình lớn tuổi này kia, mình quay về chùa hộ pháp, mình ở đây thôi, không có ở bên chỗ nào hết trơn á. Mà tôi mà quay về rồi là tôi không có đi nữa đâu, tôi không có đi qua bên kia đâu đâu, tính tôi vậy đó. Ở nơi khi mà thiếu thốn gì thì mình chia sẻ, mình lo cho, chứ không có ngó ngàng tới những đức vậy đó. Bây giờ mà những đức đã ít ngó rồi, làm những đức có nói vậy làm đi là cứ làm đi, đức không có muốn ngó tới.
Tại vì sao? Những cái gì tập buông được thì buông đại đi, cho họ trách nhiệm đi. Họ làm. Bên Đại Tùng Lâm thì những lăng đồ này kia cố gắng, bên kia thì những quan đồ kia cố gắng. Mà những đứa cứ thường nhắc hoài. Mình coi nguyên cái chùa lớn, cái quan trọng là đừng có dứ kèo người nữ. Dứ kèo người nữ là khổ chùa, khổ người trong chùa sống. Người nữ mà gặp người nữ mà có đạo đức mà đặc biệt thì người đàn ông dở nó có thể giúp cho người đàn ông thành công. Nhưng nếu như người nữ mà thiếu đạo đức mà mình dứ kèo người ta là khổ cái người sống bên cạnh mình lắm. Khổ người sống bên cạnh. Những đức thì bị yên tâm. Những đức thì không có ai mà dám lên mặt những đức đâu. Không dám đâu quý vị ơi. Những đức hung dữ lắm. Hung dữ lắm. Hiểu không? Hung dữ lắm. Nên á, lúc nào mà buồn buồn dữ thì mình lại mình hung dữ lắm. Nên là có cái ông đó, ông nghe cho Đức giảng. Ông nghe cho Đức giảng mà ông hiểu sao. Ông về ông áp dụng, ông nói hồi xưa vợ sang si lên, ông tức ông cự lại. Bây giờ ông là ông đè ông hung thế mồ vợ. Mỗi lần vợ tức là ông đè ông hung quá, chết mồ vợ luôn. Hung quá trời hung luôn, mà nó xô xô ra, ông nhào nhào vô, hung liên hung lịa chứ. Giết con vợ đó, thôi tôi không có dám giữ với ông đó. Là từ cái ông này ông làm gì mà người ấy. Mỗi hồi xưa mình cự lại thì ông bực bội, ông la mình chữ này chữ kia, bây giờ ông không nói một câu gì hết. Ông niệm ai cho đà Phật, sao ông nhào vô ông hung. Hung liên hung lịa, hung tùm lum chỗ hết trơn. Ông trời trời, giết mà con vợ nó, tôi không có dám hung giữ với ông được. Ông nói công nhận hay thầy. Hầu đó chữ nó không sợ. Quýnh cũng không sợ luôn nữa. Mà hung nó lại sợ. Tại ông hung dữ quá quý vị. Mà ông chơi ghê thiệt. Là cái bữa đó là ông biết là ông sẽ như vậy thì sao. Ông để râu quý vị. Ông để 3-4 ngày ông không cạo râu. Tờ thì râu quý vị biết 3-4 ngày nó cứng cỡ nào chưa. Râu mà thường cạo mà để 3-4 ngày là ớn lắm quý vị trong đây. Ai mà đã biết cái vụ này thì ghê lắm. Nó cứng ngắc à. Mà trò ổng lấy mà ổng cà vô mặt mà chịu gì nổi quý vị cơ. Cà vô mặt mà trò nó đâm vô mặt đau. Vừa nhột mà vừa đau nó khó chịu dữ lắm quý vị ơi. Bởi vậy ổng hung dữ lắm mà sợ tới mồ luôn. Ôi là tờ. Thấy đúng là trong Phật pháp hay thấy ghê chưa. Đâu có cần tạo nghiệp gì đâu. Ông lợi ông hỏi dạ thưa thầy, con làm vậy có tạo nghiệp không thầy? Như Đức nói không. Cái này là giấy tờ cho phép mà. Giấy tờ cho phép rõ ràng quý vị. Tại vì hai người kết hôn có giấy tờ hôn nhân mà quý vị. Thì vợ tôi hôn thôi. Ai mượn bà là hổn chi thì tôi hung bà. Ghê thiệt trời, dùng cái cách hung mà quá giải cái tâm hung dữ. Nói chỗ này chắc mấy bà này chết mồ luôn. Nhiều ông mà nghe câu này chắc mấy ông nói được á nghe, được nghe. Thầy giảng được nè. Hiểu không? Nó nên nó về rồi xong rồi sau này mà gặp trường hợp đó nói tại thầy không. Thứ bảy chủ nhật là miếu máu tại thầy không. Mặt mày giờ bị đâm tùm lum tùm la chứ. Nó ai mà mấy bà hung dữ làm chi. Thấy không? Đó. Nên quý vị thấy những đức chia sẻ Phật pháp có những cái đoạn nó vui nha quý vị. Đúng không? Nó vui lạ thường. Không mà đây là nói thiệt chứ nghe. Đây là một câu phương tiện bất chợt. Nó thẳng luôn á. Tự nhiên như Đức giảng thì như Đức tự nhiên sao lôi ra câu đó thôi chứ. Thật sự thì không có câu chuyện đó đâu quý vị. Thấy kể câu chuyện nghe thấy nó hấp dẫn chưa. Nhưng mà nó là một phương pháp đó quý vị. Không tạo nghiệp.
không có tạo nghiệp gì hết chứ, mà nó hàn gắn cái tình nghĩa vợ chồng nữa chứ. Hay ghê. Thấy anh Viện vỗ tay quá trời luôn. Được á thầy, được á thầy. Đúng không? Nói không nghe đồ đè hung thấy mồ hết chứ. Nó nên từ nơi đó mà mình sống á, mình không phải trên quyền dưới quyền, nhưng mà cái vai trò là nó phải rõ ràng. Mình là người nghe đạo, vai trò nó phải rõ ràng. Không có ai khen làm vợ mà mình lắng lướt chồng, mà ít có ai mà cười chồng mà lắng lướt vợ. À, tại vì vai trò đàn ông nó cao quý vị, cái phước của đàn ông nó lớn. Nhưng mà nếu mà một người đàn ông mà nó quá vợ, nó không biết tính toán cái gì chứ, thì gặp một người vợ nó đắp đổi qua là người vợ này nó biết tính toán làm ăn. Đã nó biết tính toán làm ăn thì giống như nó lướt, chứ thật sự thì là tại vì nó biết tính nên nó làm cái gì nó cũng tính. Còn chồng không biết tính nên thường là nó trang trải qua lại. Chứ nếu như vợ cũng dở mà chồng cũng dở, từ khi nó có phước thì nó làm khơ khơ nó cũng có. Chứ nó mà không có phước mà vợ cũng dở mà chồng cũng dở thì kể như đói. Đói. Nên phước báo là thầy của sự nghiệp. Nhớ câu nha. Phước báo là thầy của sự nghiệp. Nếu ai mà đặt vấn đề gì thì chắc chắn sẽ tạo phước, vì phước báo là thầy của sự nghiệp. Chính cái sự nghiệp của cuộc đời những đức đi tu này là nhờ phước báo. Mà quý vị biết cái phước báo những đức nó hội tụ nhanh nhất là cái phước báo làm cái gì không? Nuôi con người. Nuôi con người khi niệm Phật. Tại vì con người là một loài động vật cao cấp nhất của nhân sinh. Con người là loài động vật cao cấp nhất của nhân sinh. Chúng ta là loài động vật cao nhất rồi đó quý vị. Rồi nó từng cấp thấp xuống những loài động vật khác. Và có những con động vật to thì to, nó cũng là những loài động vật có tầm cỡ. Và có những con vật mà nhỏ nhít như con muỗi, mấy ngày là chết, là loài động vật thấp nhất, phước báo kém nhất. Động vật nó vẫn có phước thượng trung hạ. Bữa đó những đức giảng cái công đoạn mà mấy con vật cưng nên giúp nó như thế nào, bài pháp nó để mãi về sau mấy con chó con mèo được nhờ. Đó. Người ta nói mình cùng cùng điên điên, mà những bài giảng những đức là về sau những con chó con mèo mãi mãi về sau được nhờ có ông thầy giảng công đoạn đó. Đó. Rất là rõ ràng. Đó. Nên chúng ta là loài động vật cao cấp. Nên loài động vật cao cấp này mà được thương, được lo và được dạy để tiến đến làm Phật thì vị nghĩ cỡ nào? À, số 1 luôn. Nên cuộc đời những đức đi tu á, mười mấy năm cũng là một con số, không phải nói là quá lâu đâu quý vị. Có những người cư sĩ người ta biết Phật pháp còn trước những đức. Nhưng mà tại sao những đức làm được nhiều việc là nhờ nuôi người già đó. Nhờ nuôi người già. Tại người già họ có nhiều cái cống hiến lắm quý vị. Không phải người già nào cũng là không cống hiến đâu. Có nhiều người già họ có cái cống hiến trong cuộc đời, họ cả đời. Và có nhiều người già trong chùa mình cũng có những người là mẹ Việt Nam anh hùng. Đó. Nên cái quan trọng mình nuôi con người là mình quan tâm chăm sóc về nội tâm cho họ cao. Giống như những đức với quý Phật tử, ngày nào những đức cũng chăm sóc cho quý vị. Công nhận không? Ngày nào cũng được chăm sóc, mà chăm sóc về huệ mạng. Chồng quý vị thì chăm sóc về gia đình và quý vị. Còn những đức lại là người chăm sóc huệ mạng cho quý vị. Nên Đại Lão Hòa Thượng Tịnh Không có giảng một công đoạn. Cái ơn nghĩa của Phật và Thầy nó lớn gấp bao nhiêu lần của cha mẹ. Tại vì sao? Vì họ chăm sóc huệ mạng cho mình. Nếu như một con người đi đến với cái cuộc đời này mà chúng ta mang thân này và không được phát triển huệ mạng,
thì một đời đi qua của chúng ta nó cực kỳ vô nghĩa. Cực kỳ vô nghĩa luôn. Địa Tạng Bồ Tát vừa giúp một chúng sanh trong địa ngục đi ra, nhiều người trong địa ngục chúc mừng họ và nói với họ cố gắng tu nhân tích đức khi về lên cõi dương gian để cứu độ họ ở khổ đau trong địa ngục. Họ vừa lên cõi dương gian này thì chưa xong một cái hành ngục ở trong chảo dầu thì người này đã quay lại địa ngục hỏi: ủa, vì sao mới thoát mà quay lại liền? Vì cái thời gian của địa ngục và dương gian nó không đồng, không gian di thứ. Từ nơi đó mà thời gian của địa ngục có một tích tắc thôi, mà dương gian đã xong vài chục năm. Nên thế giới cực lạc á, người ta chỉ ghé ngang mình một chút thôi, mà người ta đã mấy chục năm ở cõi đời này hoằng truyền Phật Pháp. Ta ghé ngang một chút thôi, nếu mà là người ở thế giới cực lạc, người ta ghé ngang một chút mà, là người ta mấy chục năm người ta chia sẻ Phật Pháp, người ta giúp đỡ mình nhiều phương diện. Rồi mấy chục năm đi qua rồi người ta đi thôi. Nếu như mình ở địa phương nào mình có một người giúp đỡ mình và tạo phương diện cho mình tu hành lợi ích, bản thân mình chân thật biết nghe lời và tu hành mới là chỗ mà có người đến đó. Nên cái bậc thánh mà đến với cái quốc độ nào mà truyền đạo là nhất định phải có chúng sanh thật sự tu mới đến. Còn nếu như mà không có chúng sanh thật sự tu là người ta sẽ đi thôi. Ví dụ như một cái nơi đó người ta hóa độ mà người nơi đó không kính trọng người ta, tự người ta sẽ biết. Để họ làm như vậy thì tội nghiệp của họ nặng nề, nên người ta tự sẽ đi sớm. Nên có cái câu chuyện mà cái ông đóng tu đắc đạo thấy chưa, không ai kính trọng ông. Thì ông nhà sư đắc đạo kia kêu ông ra đi đi, ở lại làm chi, không ai nghe, không ai tôn trọng, ở đó làm gì. Thì ông thị hiện kết duyên cái ông ra đi. Nên mình á, muốn giữ được một đạo tràng tu lâu dài, mình là người Phật tử hộ trì tam bảo, không phải cúng dường bao nhiêu tiền bạc, mà là mình phải thật tu. Thật tu mới là hộ trì tam bảo. Tại vì người ta hướng dẫn cho mình tu là mục tiêu là để giải thoát. Bản thân mình mà không nỗ lực tu thì tức khắc nó sẽ chuyển hóa thôi, chứ đâu có tồn tại đâu quý vị. Nên mỗi một con người mình gặp được pháp môn tịnh độ này không có đơn giản, thì quý vị hãy kiểm tra trong cái thời cuộc này đi, người nào ai đâu để mà quyết chí niệm Phật này mà tin 100% để hướng dẫn quý vị. Người ta đều hướng dẫn đa dạng phương tiện đó mà. Họ bị cái trở ngại này nè quý vị, vì trong sự việc họ làm đó nó có nhiều cái mà họ bị vướng. Họ muốn chiên lắm nhưng mà họ không chiên được, vì họ cương vị chiên không được. Những đức gặp có những vị tu nhiều năm, họ nói một câu: tôi muốn chiên nhưng mà cương vị tôi chiên không được, tôi phải nghiêng nghiêng qua họ, nếu không họ quạt. Nên từ nơi đó tôi phải nghiêng tùm lum. Còn ông là cơ duyên rồi đó, thấy không? Cơ duyên. Tại ông không dính cái gì hết trơn, không dính. Trong giáo hội như Đức không có dính, không có dính cương vị, địa vị gì hết quý vị. Những Đức chỉ là cái duyên hướng dẫn Phật tử tu thôi. Nên những Đức thêm một cái nữa lợi thế là từ khi gặp Phật Pháp là gặp ngay tịnh độ. Gặp ngay tịnh độ luôn. Mà lạ thêm một cái nữa là ngộ thay những Đức làm sao không có cảm giác gì cái chuyện mà văn tự học. Đây là thật sự không có cảm giác. Mà trong câu Phật hiệu như Đức niệm thì những Đức lại có cảm giác, trong câu Phật hiệu lại là đầy đủ à. Niệm Phật viết rồi thấy trong câu Phật hiệu nó phát triển đầy đủ hết trơn rồi, học cái gì bây giờ? Chỉ làm bao nhiêu đây mà chăng thật thì nó quá lợi ích rồi. Cứ vậy mà làm, và những Đức tin rằng câu Phật hiệu này đầy đủ thiệt.
thì những đức hành trì, thấy không? Chứ không phải là quý vị chỉ nêu cái điều này là có người chuyên nhất đâu. Chuyên hoàn toàn luôn, không có dễ tìm ra trong cái thời cuộc này. Vì sao? Một phần là không dám tin, một phần là đã dính nhiều thứ, không quay lại hoàn toàn được. Cái khởi đầu của người ta nó nhiều thứ rồi, nên nó dính luôn nhiều thứ. Còn cái khởi đầu của những đức gọi là gặp duyên không đồng. Cái duyên những đức là gặp duyên nhất đầu tiên đó. Nên á, những điều chia sẻ này quý vị nhớ là mình sống cùng một thờ với nhau, đó là cơ hội của chúng ta đời này giải thoát à. Tại vì cái thời cuộc sau này á, nó sẽ càng ngày nó càng khó tiếp cận đối với Phật Pháp mà chánh tông để cho quý vị hướng đến giải thoát. Càng đi nhiều thì càng lạc. Quý vị đi 5 năm sau, quý vị quay lại người ta chiên, người ta đã lên mấy bậc rồi. Còn quý vị tiếp tục trở lại cái ban đầu, quý vị cảm thấy mình xa quá. Và khi quý vị nhào vô chiên thì quý vị cảm thấy nó khô khan cằn cỗi. Còn những đứa cứ nạp cái chỗ mà năng lượng mà chiên nhất này hoài, nên từ nơi đó mà cái hương vị với câu vật hiệu của những đức nó quá cao. Quá cao luôn quý vị. Vì câu vật hiệu những đức mỗi ngày cứ bồi dưỡng. Những đức là người tứ cây A Di Đà Phật, tưới hoài cái gốc A Di Đà Phật mà. Mà làm sao những đức không thích niệm Phật được. Còn người ta là người ta tưới nhiều cây, nên lâu lâu người ta mới trở lại tưới cái cây A Di Đà Phật có một lần. Nên cái cảm giác nó không có. Không có. Thấy không? Nên quý vị là người gặp pháp môn tịnh độ này. Pháp môn tịnh độ này là cái pháp tu mà giúp cho quý vị quá giải khổ đau nè. Quá giải khổ đau nè. Đời này giải thoát nè. Mà phải bám cho chặt, nắm cho chắc, thấy không? Còn trong cái thời cuộc này, những đức khuyên quý vị, trong cái thời cuộc này quý vị tu hành 100% trước ngôi tam bảo. Những đức nói, những đức tính rất là kỹ rồi. Quý vị trong thời cuộc này quý vị cứ ăn chay trường đi. Vì ăn chay trường đi. Rồi quý vị làm được chuyện phóng sanh thì tùy quý vị, dưới cái khả năng quý vị làm chị em nhau. Rồi quý vị đừng có giết ruồi muỗi kiến gián ở trong nhà quý vị đừng có diệt chuột đồ. Quý vị chỉ cần cái tâm hộ sanh đó và ăn chay trường là đại phóng sanh. Vì như Đức thấy trong cái thời cuộc này á, con người ta nó dùng đa dạng phương tiện, mà mình càng lôi ra nhiều chừng nào thì mình càng bận tâm với những phương tiện của họ mà lại sanh phiền não. Lôi đi làm cái này làm cái kia, phóng sanh đồ tùm lum hết trơn, thì lại nó lại tìm đủ cách nó bắt đủ chuyện hết trơn. Thì bây giờ những đức nói cái lễ chủ nhật mà không phóng sanh nữa thì quý vị coi nó bớt đi một thứ mà cảm thấy lạnh lẽo. Nên những đức không có nói công đức phóng sanh, mà những đức nói cho quý vị nghe cái công đức hộ sanh của quý vị á, là quý vị ăn chay trường á. Còn giờ những đức mua bao nhiêu con chim này, những đức nhốt nó hôm qua tới giờ. Để bữa nay những đức phóng sanh là để những đức trưởng dưỡng lòng từ cho quý vị, để quý vị ăn chay trường đó. Và con chim này có thể nó bị bắt, nó nhốt không biết bữa nào tới bữa nay. Thì bây giờ á, nó được đem về đây để quy y tam bảo cho nó, mong rằng nó được kết cái duyên quy y tam bảo này, và nhờ cái nhân duyên của nó để trưởng dưỡng lòng từ cho quý vị, để quý vị ăn chay trường. Một mình quý vị đỡ giết bao nhiêu con vật. Một người trong đây mà làm nhà hàng quán ăn đồ ăn mặn mà nghe một cái, có khi người ta giải nghệ đó, biết đâu biết bao nhiêu con vật khỏi chết. Đây là một phương pháp hộ sanh. Nó rõ ra là một phương pháp hộ sanh, chứ không phải là công đức phóng sanh. Ngày xưa cái công đức phóng sanh của người ta đó là bất chợt. Dù một con cá, một con gì đó mà người ta bất chợt người ta mua người ta thả, đó là trưởng dưỡng lòng từ thật sự, là công đức phóng sanh. Còn mình bây giờ mua con chim về chữ ở đó để mà làm cái lễ thì nó không phải là công đức phóng sanh, mà là công đức hộ sanh. Nó rõ ràng nghe vậy đó. Hộ sanh là trưởng dưỡng lòng từ cho các người này nè.
Nếu chùa mình mà không làm lễ phóng sanh làm sao nói về cái chuyện ăn chay trường phóng sanh và trưởng dưỡng lòng từ cho họ. Tại sao người ta lợi chùa mình ngày lễ ngày chủ nhật giết giờ người ta ăn chay trường quá trời luôn, đá bằng chay trường không à, thấy chưa, trưởng dưỡng lòng từ rồi về người ta nghe lời những đứa ruồi mũi kiến gián đâu có chết. Thì bao nhiêu con người đó mà họ không giết thì những đứa hộ sanh cho bao nhiêu con vật, các vị thấy chưa, hộ sanh quá trời nhiều luôn đó. Còn cái chuyện phóng sanh là cái chuyện của nhà chùa, những đức đặt, những đức mua, những đức thả, quy y thả. Chứ hồi đó giờ những đức ít bao giờ nói về cái chuyện công đức phóng sanh lắm. Vì những đức biết rồi, vì đem người ta về mà nhốt người ta trong cái lòng đó rồi thả người ta bay mà đến nỗi mà bay mà tiểu tiện văng tùm lum. Nó thì cũng là giúp cho người ta quy y tam bảo. Nhưng cái phóng sanh thù thắng nhất của quý vị là thí dụ như có những lúc chị em thứ bảy chủ nhật gì rảnh hay là ngày nào đó mình đi ra chợ, mình bắt chợt con cá nào khỏe mạnh mình thấy nó sống được mình mua giùm cho nó đi, rồi mình ra mình quy y càng nhanh càng tốt, đừng có đem về để nó trong cái lu hay cái thao phơ ngoài nắng. Tớ là tớ bản thân của mình mà ai mà đem mình về mà không thả mình mà để mình trong cái lòng phơ ngoài nắng, bản thân của mình nói dùng cái thứ ác nhơn ác đức, nó thả đại nó đi, nhốt tao đây tao, mày thả tao ra vài ngày tao cũng chết, sống cũng khó nuôi. Nó làm cái lễ phóng sanh là làm nhanh nhất, đọc quy y xong niệm Phật thả người ta liền đi, càng nhanh càng tốt. Còn phóng sanh thù thắng nhất gồm thêm cái nữa là quý vị là người thường đi chợ, vì gặp con vật này tự nhiên mình nhìn cái là mình có duyên với nó. Tự nhiên mình à đây có duyên thì mình mua con vật này. Xong nhà mình gần nơi mình có sông hồ suối gì đó tùy. Để bị quy y nó bị cầm bởi vì để nó thả nó xuống cho nó lội đi. Rồi bị niệm Phật cho nó một mình âm thầm mà làm. Cái lai ra vậy mà làm. Đừng có đi lại cái chỗ mà chiên chỗ phóng sanh. Cái đã nói là chỗ chiên phóng sanh thì sẽ có người chuẩn bị bắt. Nên cái chặng phóng sanh mà những đức làm video chứ bị coi đó. Nó bay vô nó quýnh phóng sanh mà chưa gì hết chứ. Mà thấy là cầm đá liện con ngừ. Phóng sanh là phóng con cá nhỏ. Mà cầm đá liện con cá to. Nó cầm đá nó quất với nhau, cầm cây nó bữa với nhau xem chút mà chết tại chỗ rồi đó. Cái chùa phóng sanh nào trên thành phố đó. Mà nó vừa thả xuống nó cầm điện nó chích xẹt xẹt xẹt. Xong nó chữ lộn nó ban vô nó quýnh quá trời với nhau luôn, tập trung quýnh nhau ầm ầm luôn, quay đoạn phim video lại có lần những đức làm đó, thì thấy chưa. Nên tránh bớt những cái chỗ mà chiên phóng sanh, phóng sanh những nơi mà không ai phóng sanh để bất chợt không có ai biết, đừng có lỡ cái chỗ thường phóng sanh mà mua phóng sanh. Thấy không? Đây là những đức hướng dẫn quý vị tỉ vị thôi. Chứ tôi đâu có cấm cản chuyện phóng sanh đâu, tôi còn phóng sanh mà. Nhưng mà tôi nói rất là rõ ràng, cả bản thân tôi làm tôi đâu có che giấu đâu. Cả tôi làm mà tôi nói tôi làm không đúng pháp mà. Nhưng mà tôi hợp pháp ngay cái chỗ là tôi làm để trưởng dưỡng lòng từ cho quý vị đó. Thấy chưa? Nên bản thân những đức không bao giờ chịu cái việc tôi niệm A Di Đà Phật. Khi tôi niệm Nam Mô với Đà Phật thì giác A Di Đà Phật không có. Tôi niệm A Di Đà Phật sau này tôi vì nhân duyên gì tôi niệm Nam Mô với Đà Phật. Tôi vẫn nói niệm A Di Đà Phật là không sai. Người tôi vậy đó. Còn tôi làm cái gì tôi nói rất rõ ràng, bản thân tôi làm không đúng tôi vẫn nói tôi làm không đúng đó mà tôi vẫn làm đó. Vì sao? Vì cái không đúng này nó nhỏ mà cái lợi ích cho người ta thì lớn hơn. Tôi nói rõ cho quý vị nghe đó, thấy không? Còn bây giờ cái người ta bán cái lòng chim đó ngày nào quý vị cũng ra mua, quý vị đâu có ảnh hưởng gì đâu. Đâu có ảnh hưởng công chúng đâu mà đi mua làm chi vậy. Thà mình ra cái chỗ bán cá đồ này kia để nó khỏi bắt chim mẹ chim cha để chim con bị bỏ rơi. Đúng không? Nó còn những đức là do ảnh hưởng lớn, công chúng quá đông mà làm. Nó vậy thì đặc biệt quá. Thôi chúng ta hẹn gặp ở Cực Lạc nha quý vị. Hay giờ đâu rồi. Nguyện đem công đức này hướng về
không tất cả đệ tử và chúng sanh đồng sanh về tịnh độ.